Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 162. Thạch Thuần yên tĩnh ngồi trong phòng làm việc nhìn tình huống bên ngoài. Nàng đương nhiên biết Cao Đại Soái ca, hắn ta tên Từ Hoàng Chí, là đại thiếu gia Từ gia Vọng Cảnh, cũng là bạn học đại học của nàng ở Vọng Cảng. Nghiêm chỉnh mà nói, so với những phú nhị đại khác, vị Từ đại thiếu này cũng được tính là giữ mình trong sạch, tình sử đại học cũng không nhiều. Hơn nữa, biểu hiện khi đó đối với Thạch Thuần cũng không quá hứng thú. Sau khi tốt nghiệp đại học, vị Từ đại thiếu này đột nhiên sinh ra hứng thú thật lớn đối với Thạch Thuần, cứ một mực quấn chặt. Khiến cho Thạch Thuần không ở nổi Vọng Cảng nữa, lúc này nàng mới đến Đại học Giang Hải làm lão sư. Kết quả con hàng này lại theo đến, hai ba ngày lại gây chuyện. Thạch Thuần cảm thấy phiền vô cùng, trong lúc nàng đang suy nghĩ tìm cách để hắn ta biết khó mà lui, không nghĩ đến hắn ta lại không may mắn gặp phải Hạ Thiên. Vừa lúc giao việc này cho Hạ Thiên xử lý luôn. Mặc kệ Từ đại thiếu có chủ ý gì, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ mọi suy nghĩ, trở về thanh thản làm phú nhị đại của mình. Quả nhiên, Hạ Thiên rất nhanh đã không còn kiên nhẫn, ném vị phú nhị đại giống như ném rác vào trong thùng rác. Thuần nha đầu, người còn ăn cơm, uống rượu với loại ngu ngốc đó. Sau khi ném vị phú nhị đại kia xong, Hạ Thiên lững thững bước vào văn phòng, bất mãn nói với Thạch Thuần. Thạch Thuần thu hồi ánh mắt khỏi cửa sổ, cười nói, anh rể, người xử lý những chuyện này vẫn thô bạo như vậy. Đối với mấy thứ ngu ngốc đó cần dùng đến thủ đoạn đặc biệt sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Vị Từ đại thiếu đó cũng không phải nhân vật đơn giản. Thạch Thuần mỉm cười, hai tay ôm mặt, hắn ta cũng không dễ dàng từ bỏ, về sau nhất định sẽ còn xuất hiện. Ngươi làm như vậy không giúp ta giải quyết phiền phức một cách triệt để. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Thạch Thuần, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi muốn ta xử lý tên ngu ngốc đó. Thạch Thuần ngáp một cái, hắn ta cũng đâu phạm tội chết, đừng hở một chút là xử lý, chỉ là có chút đáng ghét mà thôi, dây dưa từ Vọng Cảng đến Giang Hải, cũng xem như có nghị lực. Thuần nha đầu, ngươi cố ý dẫn hắn ta đến Giang Hải. Hạ Thiên hỏi. Thạch Thuần làm ra vẻ kinh ngạc. Sau đó mỉm cười nói, anh rể, người đúng là không cái gì là không biết, ngay cả cái này cũng nhìn ra được. Cái này có gì mà không nhìn ra được? Hạ Thiên nhếch miệng, đối với loại người theo đuổi này, người tối thiểu có mấy trăm loại phương pháp khiến hắn ta không dám có bất luận tâm tư nào, nhưng người cái gì cũng không làm, đây không phải ám chỉ cho hắn ta sao? À, thật ngại quá. Thạch Thuần có chút mất hứng, phủi phủi tay. Chậm rãi đứng dậy, ta vốn định gia tăng niềm vui thú cho anh rể, kết quả nhanh như vậy đã bị nhìn thấu. Hạ Thiên cũng chẳng có phản ứng quá lớn đối với Thạch Thuần, chỉ hỏi ngược lại, ngươi nên nói cho ta biết, ngươi mở công ty cùng với Liễu Hàm và Vân Tiểu Đông là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói công ty Thuần Nội Hàm sao? Công ty đó kinh doanh rất tốt mà. Thạch Thuần cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì, cười nói, tình huống đang rất ổn. Hoàn toàn không nghĩ đến một ngành nghề thiển cận lại kiếm được nhiều tiền như thế. Anh rể, người không biết đâu, chúng ta mới ra mắt có một tháng mà đã có mấy nhà muốn đầu tư cho chúng ta. Hạ Thiên bất mãn nhếch miệng, hình như người rất đắc ý về việc này. Đương nhiên rồi, Thạch Thuần khoát tay với Hạ Thiên, thuận miệng trấn an, ai chà, anh rể, ta biết người muốn nói cái gì, nhưng người nghĩ lại đi. Người bôi đen ngươi và tập đoàn thần y của ngươi vĩnh viễn không có khả năng quét sạch. Một cục tiền như thế, vì sao chúng ta lại không kiếm? Hạ Thiên từ chối cho ý kiến với Thạch Thuần. Anh rể, chẳng lẽ ngươi quan tâm có người mắng ngươi? Thạch Thuần mỉm cười trêu chọc, ngươi khiến ta có chút thất vọng rồi. Trong mắt của ta, anh rể ngươi là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, tại sao lại quan tâm chút phong thanh không đau không ngứa này? Hạ Thiên xác thực không quan tâm người khác mắng chửi hắn. Vấn đề mà hắn chú ý không phải cái này, ngươi còn lời nào khác muốn nói không? À, có sao? Không có. Trong mắt Thạch Thuần hơi đảo, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, liền móc điện thoại ra, anh rể, khó khăn lắm ngươi mới đến đây một chuyến, để ta gọi điện thoại gọi Liễu Hàm, còn có Tiểu Đông cùng nhau ăn một bữa cơm, như thế nào? Cũng được, gom ba người lại cùng một chỗ. Sau đó thống nhất hỏi cho rõ ràng. Hạ Thiên gật đầu. Một bên khác, trong một gian phòng cao cấp tại một khách sạn ở Giang Hải. Vị Từ đại thiếu bị Hạ Thiên ném như ném rác thật sự tức giận khó bình, lập tức cho người gọi địa đầu xà Giang Hải đến.
hắn ta nhất định phải cho Hạ Thiên một bài học khó quên. Nếu không, cơn tức này sẽ không cách nào tiêu được. Từ lúc nào Từ Hoàng Chí bị người ta đối đãi qua như thế, càng nghĩ hắn ta lại càng giận, vỗ bàn một cái, người mà ta bảo các ngươi tìm đâu? Tại sao còn chưa đến? Cận vệ đi theo Từ Hoàng Chí hơi khom người giải thích, đại thiếu gia, người đang trên đường, lập tức đến ngay. Mẹ kiếp, còn muốn bổn thiếu gia chờ hắn ta đúng không? Gân xanh nổi lên trên trán Từ Hoàng Chí, hắn ta mắng to, đám người Giang Hải này, tất cả đều không coi ai ra gì. Thạch Thuần kia rõ ràng đang nhìn ta làm trò cười, còn cái tên gì Thiên đó nữa, càng thô bỉ không chịu nổi. Lần này không bắt bọn chúng trả giá đắt, ta còn mặt mũi nào quay về Vọng Cảng nữa chứ? Lúc này, cửa phòng được người ta chậm rãi đẩy ra. Một số tên đầu chọc mặt mày hung hãn bước vào. Từ Hoàng Chí sững người, vô thức muốn rút lui. Ngươi chính là Từ đại thiếu đến từ Vọng Cảng. Cũng may người thanh niên đi theo sau lưng mấy đại hán hung hãn kia còn có chút lịch sự, miệng còn nở nụ cười, ta họ Vương, ở gần Đại học Giang Hải, nghe nói các người muốn tìm ta bình chuyện gì đó. Ta họ Từ, người tìm ngươi chính là ta. Từ Hoàng Chí nhìn gã thanh niên, trong lòng thoáng an tâm hơn một chút, lập tức nói, tìm ngươi không phải bình chuyện gì đó mà là dạy cho hai người một bài học, ngươi cứ ra giá. Giá tiền tùy ý ta ra sao? Gã thanh niên cười khẽ. Biểu hiện ý vị thâm trường, xem ra Từ thiếu gia là Giang Long, không biết trong nhà làm cái gì. Từ Hoàng Chí có vẻ không kiên nhẫn, điều này có liên quan đến ngươi sao? Ta bỏ tiền, ngươi làm việc, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tốt, dứt khoát, gã thanh niên một lần nữa mỉm cười, Từ thiếu gia, nói đi, ngươi muốn dạy dỗ ai? Dạy dỗ đến trình độ nào? Từ Hoàng Chí do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói, một nam một nữ. Nữ, các ngươi chỉ cần hù dọa một chút là được, ta còn có chỗ dùng. Nam, chỉ cần không giết chết, tùy các ngươi muốn xử sao thì xử. Yêu cầu này không cao lắm. Gã thanh niên giơ hai ngón tay, con số này. 200 vạn, Từ Hoàng Chí chỉ liếc qua, lập tức không để ý chút nào liền nói, cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ ta có thể đưa cho ngươi 100 vạn tiền đặt cọc. Gã thanh niên ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ đến đối phương ra tay hào sảng đến như vậy, hận mình vừa rồi giơ ngón tay ít quá. Bây giờ mà tăng lên 2.000 vạn thì có chút không thích hợp. Từ Hoàng Chí khoát tay với cận vệ sau lưng. Cận vệ xoay người bước đến một nơi hẻo lánh, lấy ra hai cái dương đen đặt lên bàn, bên trong là 100 vạn tiền mặt. Trong vòng 2 tiếng, ta muốn nhìn thấy một cái tay của tiểu tử kia, có vấn đề gì hay không? Vậy thì giá hơi nhiều rồi. Gã thanh niên sờ lên lớp vỏ đen của cái dương, cảm giác đây chính là tác phong của thế giới ngầm Vọng Cảng, được thì được, nhưng nơi này là Giang Hải, ta không tiện ra tay, ta muốn mượn người của ngươi dùng một lát. Ngươi nói vậy là có ý gì? Từ Hoàng Chí biến sắc, quát mắng, tự ta ra tay thì còn cần ngươi làm gì? Gã thanh niên mỉm cười gõ bàn một cái, Từ đại thiếu, ngươi đừng kích động như vậy, trước nghe ta giải thích một chút. Từ Hoàng Chí cười lạnh, hừ. Ngươi muốn nói cái gì? Ta đã nói rồi, nơi này là thành phố Giang Hải, không giống với Vọng Cảng của các ngươi. Gã thanh niên có chút cảm thán, nói thế lực ngầm nơi này đã sớm bị càn quét, hiện tại sở môn một nhà độc đại. Tất cả quy củ đều do bọn họ định, trong đó có một quy củ, đó chính là kiếm cơm tại Giang Hải thì không thể vọng động đao binh. Gia tộc Từ Hoàng Chí là thế lực ngầm được tẩy trắng, làm sao có thể tin vào mấy chuyện hoang đường này? Còn có mấy chuyện này sao, ta không tin đâu. Tin hay không đó là chuyện của ngươi. Gã thanh niên cũng có nỗi khổ khó nói, nếu ngươi muốn tay của đối phương, ta không thể để người của ta ra tay, bởi vì như vậy, sáng sớm mai th thể của ta sẽ xuất hiện trên sông. Từ Hoàng Chí cao mày, đã như vậy, ta trực tiếp tìm người của sở môn không được sao. Vậy ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Gã thanh niên lắc đầu, chỗ đó còn chính thức hơn cả chính thức nữa. Ngươi đến đó, đoán chừng tổ tiên ba đời nhà ngươi có làm việc gì bẩn thỉu hay không sẽ bị điều tra hết. Đến lúc đó không chết cũng phải bị lột một lớp da. Cái này, tam quan của Từ Hoàng Chí như muốn bị thay mới, đây là thế lực ngầm sao? Giang Hải của chúng ta là như vậy. Gã thanh niên thở dài một tiếng, sau đó nói với Từ Hoàng Chí, nếu ngươi chỉ muốn dạy dỗ người, chúng ta có một biện pháp, không cần động đao binh vẫn có thể hả giận, không vi phạm quy củ của nơi này.
Từ Hoàng Chí suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng được, vậy ta thêm điều kiện. Nói đi, gã thanh niên gật đầu, chỉ cần không quá phận, Vương Mỗ sẽ đồng ý. Ta muốn ngươi mang tiểu tử kia đến trước mặt ta. Từ Hoàng Chí nhớ đến chuyện bị Hạ Thiên làm nhục trước đó, lửa giận khó bình, ta muốn đích thân dạy cho hắn một bài học. Gã thanh niên mỉm cười, xem ra tiểu tử kia đã đắc tội lớn với Từ đại thiếu. Nào, ngươi nói tên người kia cho ta biết, hoặc có ảnh chụp cũng được. Nữ tên Thạch Thuần, là giảng sư Đại học Giang Hải. Các ngươi chỉ cần phái người dọa nàng ấy một chút là được. Ban đầu, Từ Hoàng Chí không muốn ra tay với Thạch Thuần, nhưng nghĩ đến nữ nhân này nhìn hắn ta bị làm nhục cũng không ngăn cản, trong lòng vẫn có oán khí, nói tiếp, nam hẳn cũng là người theo đuổi Thạch Thuần. Ta nghe người khác gọi hắn là cái gì thiên đấy. Cận vệ sau lưng liền nhắc nhở, gọi là Hạ Thiên. Đúng, gọi là Hạ Thiên. Bành. Một tiếng vang thật lớn, gã thanh niên đột nhiên vung dương tiền đập vào đầu Từ đại thiếu. Bữa cơm tối được diễn ra tại nhà ăn cao ốc thần y. Thực đơn là cơm tây. Một bên bàn dài là ba cô gái xinh đẹp có chút không được tự nhiên, là Thạch Thuần, Liễu Hàm, còn có Vân Tiểu Đông. Một bên khác là Hạ Thiên. Ban đầu, Thạch Thuần còn lén nhắn tin cho Tô Bối Bối cầu cứu nàng, nhưng Tô Bối Bối lười lẫn vào, cho nên đã trực tiếp từ chối. Ninh Nhụy Nhụy, Y Tiểu Âm và A Cửu đều không ở thành phố Giang Hải. Về phần Lam Y Nhân, thôi đừng suy nghĩ. Nữ nhân này 100% đứng về phía Hạ Thiên. Thạch Thuần thở dài, xem ra bữa ăn tối này khó thoát khỏi trừng phạt, chỉ hy vọng anh rể sắc lang đừng quá đáng. Biểu hiện của Liễu Hàm vẫn vô cùng khẩn trương, ánh mắt đảo tới đảo lui, đoán chừng nàng đang ôm tâm tư hành sự tùy theo hoàn cảnh, tùy thời kiếm thời cơ chạy trốn. Chỉ có Vân Tiểu Đông là tâm sự nặng nề, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, biểu hiện giống như chờ phán tội. Tất cả thất thần ra đó làm gì, mau ăn đi. Hạ Thiên khó hiểu nhìn ba cô gái, hay là các ngươi đều tiến hóa, dùng mắt cũng có thể ăn. Anh rể, người muốn đánh muốn phạt thì trả lời nhanh lên. Vẫn là Thạch Thuần mạnh mẽ, vỗ bàn lớn tiếng nói, đúng là chúng ta đã phạm sai lầm, nhưng tội không đáng chết. Ngươi như thế, chúng ta chết cũng không phục. Liễu Hàm lập tức lớn tiếng ủng hộ nhưng giọng điệu thấp hơn Thạch Thuần một cấp bậc, đúng vậy. Không phải chỉ dựa vào mấy chuyện nhỏ của ngươi thôi sao, có cần phải tra tấn chúng ta như thế không? Thúc thúc xấu xa, ngươi nên nói một câu cho dứt khoát đi. Vân Tiểu Đông cũng không chịu đựng nổi, nhỏ giọng nói, ngươi làm như vậy khiến chúng ta ăn ngủ không yên. Nếu còn ở thêm một chút, bóng ma tâm lý sẽ hình thành mất. Hạ Thiên nhìn tư thế của ba cô gái, nhất thời không nhịn được bật cười, các ngươi cho rằng ta gọi các ngươi đến chính là muốn mắng các ngươi. Đánh các ngươi, trừng phạt các ngươi sao? Trong mắt các ngươi, ta nhàm chán, nhỏ mọn như vậy à? Không phải sao, Thạch Thuần cau mày, cũng không phải vì Hạ Thiên như thế mà buông lỏng cảnh giác. Nàng hiểu rất rõ vị anh rể này, thường xuyên không theo sáo lộ ra bài, không thể không phòng. Liễu Hàm ngược lại trầm tĩnh hơn, anh rể, ngươi không phải chỉ muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm thôi chứ? Thời gian Vân Tiểu Đông ở chung với Hạ Thiên ngắn nhất, còn chưa hiểu rõ lắm vị thúc thúc xấu xa này của mình, đành quyết định im lặng không nói, ở một bên lẳng lặng quan sát. Ta chỉ muốn gọi mọi người ăn một bữa cơm thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, người bôi đen ta trên đời này nhiều lắm, cường độ của các ngươi không đủ đau không đủ ngứa, ta để ý làm gì. Các ngươi có thể dựa vào nó để kiếm tiền cũng tốt mà. Thạch Thuần nhìn chằm chằm Hạ Thiên, phát hiện không phải hắn đang nói dối, người thật sự không giận. Không đúng, Liễu Hàm nháy mắt ra hiệu với Thạch Thuần, nhỏ giọng hỏi, anh rể không phải bị điên chứ? Thạch Thuần đánh Liễu Hàm một cái, tức giận nói, người đang nói mò gì vậy? Vân Tiểu Đông không nhìn được hỏi, thúc thúc xấu xa, vậy ngươi mời chúng ta đến đây chỉ là để ăn cơm. Còn không phải sao? Hạ Thiên có chút không nói nổi, các ngươi nhất định muốn ta trừng phạt các ngươi đúng không? Cũng được, ăn xong bữa cơm, mỗi người đánh 300 tát tai, các ngươi hài lòng chưa? Không, Thạch Thuần hơi đỏ mặt, lập tức giương cờ phản đối, anh rể, anh chỉ muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Hình phạt này, ta kiên quyết phản đối. Liễu Hàm cũng muốn phản đối, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, liền hỏi, không đúng, anh rể, nếu ngươi không muốn trừng phạt chúng ta. Vì sao lại bắt ta đi khiêng gạch,
còn lau dọn, người cố ý làm ta sợ sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi thì khác, Hạ Thiên đáp. Anh rể, Liễu Hàm mở to mắt, ngươi làm thế là không công bằng. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, có cái gì mà không công bằng? Việc này là cả ba chúng ta cùng nhau làm, dựa vào cái gì chỉ phạt một mình ta? Hai tay Liễu Hàm chống nạnh, thở phì phò nói, tại sao bọn họ lại không có bất cứ trừng phạt mang tính thiết thực nào? Bởi vì Thuần Nha đầu xinh đẹp hơn ngươi. Hạ Thiên đáp. Liễu Hàm chợt im bặt. Thạch Thuần muốn bật cười. Đây mới là bản tính của anh rể sắc lang. Không đúng, thế còn Tiểu Đông thì sao? Liễu Hàm không phục, mặc dù có chút tổn thương lòng tự tôn của Vân Tiểu Đông, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nói, ngươi không phải muốn nói nàng ấy xinh đẹp hơn ta chứ? Hạ Thiên đáp, mẹ của nàng ấy xinh đẹp hơn ngươi. Ngươi, Liễu Hàm tức đến phát khóc, hu hu, ngươi khi dễ người khác. Được rồi, đừng giả khóc nữa. Hạ Thiên khoát tay, chỉ cần ngươi về sau đừng dụ dỗ bọn họ nữa, lần này có thể tha cho ngươi. Anh rể, ngươi làm vậy là oan cho ta. Liễu Hàm lập tức nín khóc, tự nhiên phản bác, chuyện này tuyệt không phải do ta dụ dỗ, mà là. Hạ Thiên không nói, chỉ liếc nhìn Liễu Hàm. Liễu Hàm lập tức im miệng, nàng nhớ đến anh rể của mình có năng lực đọc được tâm tư của người khác. Ý đồ của nàng hoàn toàn không thể gạt được hắn, thôi thì đừng tự rước lấy nhục. Ăn cơm đi, thức ăn sắp lạnh rồi. Lúc này, làm y nhân cùng với nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn lên, phục vụ món đầu tiên. Ba cô gái biểu hiện khác nhau ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa tối. Bên ngoài có người muốn gặp chàng, nói có việc báo cáo. Làm y nhân đến trước mặt Hạ Thiên, nhẹ giọng nói. Hạ Thiên hỏi, nam hay nữ vậy? Nam, làm y nhân đáp. Không gặp, Hạ Thiên dứt khoát từ chối. Làm y nhân mỉm cười, xích lại bên tai Hạ Thiên nói câu gì đó. Được, bảo hắn ta vào đây đi. Hạ Thiên nghe xong, rất nhanh thay đổi chủ ý. Thạch Thuần thức thời, hỏi Hạ Thiên, anh rể, có cần chúng ta tránh mặt không? Không cần đâu, Hạ Thiên đáp. Rất nhanh, một gã thanh niên ăn mặc tươm tất. Biểu hiện vô cùng cung kính dưới sự dẫn đầu của Lam Y Nhân chậm rãi bước vào nhà ăn. Hội trưởng Vương Sán của Nhân Kiệt Hội xin chào Thiên Ca. Gã thanh niên nhã nhặn nhìn thấy Hạ Thiên, cơ thể mềm nhũn, vô thức quỳ rạp xuống, âm thanh có chút run run. Hạ Thiên nhìn hắn ta, thản nhiên nói, người ngồi đây nói chuyện đi. Cảm ơn Thiên Ca, ta quỳ cũng được mà. Vương Sán liếm môi, miễn cưỡng khống chế cơ thể đang run rẩy của mình. Hắn ta cảm thấy mình quỳ tự do hơn, nếu ngồi bên cạnh Hạ Thiên, hắn ta đoán chừng sẽ kích động đến mức một chữ cũng không nói ra được. Hạ Thiên nói, ngươi nhìn có chút quen mặt, nhưng hình như chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. À, ta là em họ của Kiệt Ca. Vương Sán vội vàng trả lời, à, Kiệt Ca chính là Vương Kiệt. Ta biết, Hạ Thiên nhìn gương mặt Vương Sán mơ hồ có cái bóng của Vương Kiệt. Đương nhiên, Vương Kiệt là tiểu đệ đầu tiên của hắn. Cũng được xem là anh vợ của hắn. Bởi vì em gái của Vương Kiệt Vương Tiểu Nha là một trong những bà vợ của hắn. Hạ Thiên hỏi tiếp, Vương Kiệt đâu? Hắn ta không ở Giang Hải à? Mấy năm trước, Kiệt Ca dẫn vợ con ra nước ngoài định cư rồi. Vương Sán cũng không biết vì sao trán của hắn ta lại rịn mồ hôi, thỉnh thoảng lại dùng tay lau một chút, sau đó mới nói tiếp, bởi vì Kiệt Ca cảm thấy không thể chuyện gì cũng gây phiền phức cho Thiên Ca. Cho nên vẫn không cho chúng ta nói với ngươi. Thật ra Hạ Thiên biết Vương Kiệt đi đâu, lúc này chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tiện thể thăm dò Vương Sán. Mấy năm qua, Vương Kiệt ở trong nước dựa vào thanh danh của Hạ Thiên, tạo dựng được phong quang. Tuy nhiên, mấy năm trước, hắn ta đột nhiên cảm thấy không còn ý nghĩa, nói muốn ra nước ngoài gầy dựng một khoảng trời cho mình. Lúc đó, Vương Tiểu Nha ngăn cản anh trai mình kịch liệt. Nhưng vợ của Vương Kiệt lại thích cuộc sống phồn hoa ở nước ngoài. Không biết vì sợ vợ hay là yêu vợ, Vương Kiệt cũng không phản đối, thế là toàn bộ gia đình đã di cư sang nước ngoài. Tuy nhiên, một số thế lực của Vương Kiệt cũng không phải vì hắn ta rời đi mà giải tán, ngược lại do em họ của Vương Kiệt là Vương Sán kế thừa, tạo thành một tổ chức gọi là Nhân Kiệt Hội. Ngươi đến tìm ta có việc gì? Hạ Thiên cũng không hỏi tiếp chủ đề này. Vương Sán lại liếm môi lần nữa. Cung kính đáp, nửa tiếng trước, có một đại thiếu gia đến từ Vọng Cảng sai người đến tìm ta,
muốn ta đi dạy cho hai người một bài học. Bởi vì đây là một trong những kinh doanh của chúng ta trong hội, ta liền đi. Sau đó, ta gặp được chính chủ, chỉ là không nghĩ đến người mà hắn ta muốn ta xử lý lại là Thạch Thuần Thạch tiểu thư, còn có Thiên Ca. Ta nhất thời không nhịn được, trực tiếp phế đi tiểu tử kia, còn sai người mang đến, mời Thiên Ca xử lý. Thạch Thuần nghe xong, lập tức có thể khẳng định Từ Hoàng Chí đã lọt vào tay người này. Người chết chưa? Hạ Thiên hỏi. Vương Sán vội đáp, còn chưa chết. Vậy thì hắn ta ở đâu thì trả hắn ta về chỗ đó là được. Hạ Thiên nhếch miệng, còn nữa, về sau mấy chuyện này, ngươi không cần để ý đến, cứ để bọn họ đến tìm ta là được. Vương Sán không dám có chút dị nghị, gật đầu đáp vâng. Tiếp theo, Vương Sán cẩn thận nói, gần đây, trên thị trường có một số tin tức bất lợi cho Thiên Ca và tập đoàn Thần Y. Nếu Thiên Ca không tiện ra mặt, nhân kiệt hội chúng ta có thể ra tay. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Vương Sán biến sắc, ta sai rồi, xin Thiên Ca trách phạt. Được rồi, không liên quan đến ngươi. Hạ Thiên không kiên nhẫn khoát tay. Thiên Ca, hẹn gặp lại. Vương Sán chậm rãi đứng lên, khom người thối lui ra khỏi phòng. Thạch Thuần cũng chẳng có cảm giác gì quá lớn đối với chuyện này. Nàng biết Hạ Thiên là ai, cũng biết địa vị của Hạ Thiên trong mắt người khác ở Giang Hải là gì. Liễu Hàm và Vân Tiểu Đông rất ít khi nhìn thấy tình huống như thế này. Lần này bọn họ thật sự biết được Hạ Thiên giống như một số người đã nói, chính là thần không thể xâm phạm. Có thể nói như vậy, nếu công ty thuần nội hàm của các nàng không có Lam Y Nhân âm thầm chống đỡ đằng sau, đoán chừng khả năng một ngày cũng không mở được. Lúc này, bọn họ mới biết được nguy hiểm bên trong, gương mặt nào cũng căng lên vì khẩn trương. Làm gì mà ngẩn ra vậy, mau ăn cơm đi. Hạ Thiên thấy ba cô gái đều nhìn hắn chằm chằm, tức giận nói các ngươi nhìn ta làm gì. Mặc dù ta đẹp trai, nhưng các ngươi có nhìn nhiều cũng vô ích. Đẹp trai là trời sinh, đời này các ngươi chỉ có thể chạy sau hít khói mà thôi. Ba cô gái liếc nhìn nhau, cùng nhau che miệng, uể. Ăn cơm tối xong, ba thiếu nữ vẫn chưa rời đi. Tầng cao nhất cao ốc Thần Y có phòng. Bọn họ quyết định ngủ một đêm ở đây. Thạch Thuần tìm Tô Bối Bối, nói muốn bàn triết học nhân sinh. Hạ Thiên ở bên cạnh dự thính, cảm thấy hai người này nói toàn là chuyện nhảm nhí. Liễu Hàm trò chuyện với Lam Y Nhân về kinh doanh, có vẻ như có chung chủ đề để nói. Về phần Vân Tiểu Đông, nàng lấy cớ cơ thể không khỏe, một mình về phòng. Bóng đêm dần dần sâu hơn, tầng mây mỏng không che được ánh trăng viên mãn. Không biết vì sao Vân Tiểu Đông lại cảm thấy trăng đêm nay to một cách dị thường, lại còn sáng một cách quỷ dị. Chẳng lẽ đây chính là thời cơ mà sư phụ đã nói? Vân Tiểu Đông lôi cái hộp đen trong túi xách ra, bên trong có một viên thuốc. Chỉ cần nàng uống nó, nàng có thể biến thành tu tiên giả danh chính ngôn thuận. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Vân Tiểu Đông lại cảm thấy có chút không nỡ. Ban đầu, sau bữa cơm chiều, nàng còn định ngả bài với Hạ Thiên, muốn hắn kiểm tra xem viên thuốc kia rốt cuộc có uống được hay không. Nhưng lời đến khóe miệng, nàng lại khiếp đảm, cuối cùng không nói ra được. Được rồi, đây là chuyện của mình, không phải lúc nào cũng nhờ đến thúc thúc xấu xa. Vân Tiểu Đông hít sâu một hơi, đặt cái hộp lên trên bệ cửa sổ, sau đó đẩy cửa sổ ra, chỉ cần ta trở thành tu tiên giả. Về sau ta có thể giúp đỡ thúc thúc xấu xa ngươi rồi. Ta biết có người muốn lợi dụng giao tình giữa chúng ta, nhưng ta còn lâu mới ngu như vậy. Vân Tiểu Đông hừ một tiếng, cau mũi, không khỏi đắc ý nói, chỉ cần ta trở thành tu tiên giả, đến lúc đó bọn họ còn khống chế ta như thế nào nữa, mà là ta khống chế bọn họ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, một tầng sa mỏng như bao phủ lên cái hộp đen. Vân Tiểu Đông phát hiện cái hộp đen có thể hấp thu ánh trăng. Thời gian dần trôi nổi lên một lớp ánh sáng trơn bóng. Một lát sau, cái hộp đen giống như nụ hoa, chậm rãi mở ra. Bên trong cái hộp đen đặt một viên đan dược màu đỏ to bằng ngón cái. Viên thuốc dưới ánh trăng chiếu rọi, tản ra khí tức mê người, một lát sau đã ngập tràn cả phòng, thậm chí còn xuyên qua cửa sổ chiếu sáng bên ngoài. Cái này, tim Vân Tiểu Đông đập rộn lên, vô thức đóng hộp đen lại, hốt hoảng thăm dò bên ngoài cửa sổ. Nàng ở tầng cao nhất cao ốc Thần Y, nhìn ra bên ngoài cửa sổ tất nhiên có thể nhìn thấy màn đêm và đèn đuốc,
cũng không có điều gì bất thường. Đừng lãng phí thời gian nữa, còn không mau uống thuốc, trở thành tu tiên giả. Lúc này, Vân Tiểu Đông cảm giác giống như nghe được âm thanh của sư phụ, nhưng nhìn phòng trong phòng ngoài, lại không hề có bóng người nào, không khỏi có chút mơ hồ. Phù! Qua 2 phút, Vân Tiểu Đông hít sâu một hơi, mở hộp đen, chậm rãi lấy ra viên thuốc màu đỏ. Nàng vừa cầm lấy viên thuốc, chỉ thấy đáy hộp bỗng hóa thành từng vòng bóng đen, trong nháy mắt khuếch tán bốn phía rồi biến mất không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt Vân Tiểu Đông hiện lên thần sắc mờ mịt, nàng nhìn kỹ bốn phía, xác thực không còn tung tích của hộp đen. Ở một nơi nàng không nhìn thấy, chỉ thấy tầng cao nhất của cao ốc thần y được từng vòng bóng đen bao phủ, tạo thành phong ấn cực kỳ nghiêm mật. Lúc này có một con muỗi bay qua trước mặt Vân Tiểu Đông. Nó giống như nhận được sự thỏa mãn từ người nào đó trong cao ốc thần y, đang định bay về phía cửa sổ, muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng nó vừa mới bay đến cửa sổ đã chạm đến bóng đen kia. Chít! Một tiếng vang nhỏ, con muỗi bỗng dưng biến thành từng sợi khói đen, sau đó biến mất không thấy đâu. A! À, Vân Tiểu Đông giật mình, viên thuốc trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đúng là lãng phí, viên thuốc này không có vấn đề gì. Uống xong, người có thể thưởng thức niềm vui thú của tu tiên giả. Một ngón tay được sơn móng màu đen tinh tế chậm rãi tiếp nhận viên thuốc. Sư phụ, tại sao ngươi lại đến đây? Vân Tiểu Đông đưa mắt nhìn, đột nhiên phát hiện một bóng người ngồi xổm trên bệ cửa sổ, chính là nữ lão sư đã cho nàng cái hộp đen vào ban ngày. Vừa mới nói xong, Vân Tiểu Đông đột nhiên cảm thấy không đúng. Nơi này chính là tầng cao nhất cao ốc thần y, đối phương làm thế nào lên đây? Ta không có thời gian giải thích cho ngươi biết, cứ uống nó vào trước đi. Nữ lão sư mặc quần áo bó đưa viên thuốc trong tay cho Vân Tiểu Đông, uống đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặc dù Vân Tiểu Đông không quá thông minh nhưng tuyệt đối không ngốc đến tình trạng đó. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ lão sư phụ, rốt cuộc ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Nữ lão sư mặc quần áo bó cầm viên thuốc, ngươi muốn trở thành tu tiên giả, ta thỏa mãn ý nguyện của ngươi, đương nhiên sẽ cho ngươi mượn thân phận thuận tiện xử lý một số chuyện. Vân Tiểu Đông hỏi, ngươi muốn làm gì? Vấn đề của ngươi nhiều quá, nhưng ta thật sự không có thời gian nói nhảm với ngươi ở đây. Nữ lão sư thở dài, phất tay, chỉ thấy bốn bóng người từ ngoài cửa sổ vọt vào, chính là mấy vị sư tỷ của Vân Tiểu Đông. Lúc này, người nào cũng mặc quần áo bó màu đen, thái độ kẻ đến không thiện. Vân Tiểu Đông hiểu ra, ngay từ lúc mới bắt đầu, người đã lợi dụng ta, đúng không? Đương nhiên rồi, khóe miệng nữ lão sư nhếch lên, cười nói, ngươi thật sự không cho rằng ngươi có thiên phú dị bẩm, là kỳ tài tu tiên trăm năm khó gặp chứ? Cho nên, ngươi và người của Mộc Dương thị giật dây ta là cùng một bọn. Vân Tiểu Đông yên lặng nhìn nữ lão sư, nét mặt có chút bi phẫn. Lúc đó, Mộc Dương thị luôn có âm thanh muốn nàng đi tu tiên, còn nhắc đến quan hệ giữa nàng và Hạ Thiên. Về sau, Vân Tiểu Đông hẹn người kia gặp mặt, thiếu chút nữa bị người kia giết chết, chính vị sư phụ này đã kịp thời xuất hiện cứu nàng. Tiếp theo, Vân Tiểu Đông tiếp xúc mới biết được, vị nữ lão sư Đại học Giang Hải này lại là người thích tu tiên, hơn nữa còn có một bộ lý luận tu tiên hoàn chỉnh và công pháp tu tiên truyền thừa mấy trăm năm. Bây giờ mới nhận ra ngươi đúng là ngốc đúng không? Nữ lão sư cũng lười che giấu, đưa tay chỉ vào Vân Tiểu Đông, nói như vậy, thật ra ngay từ đầu ta đã sắp xếp người tập kích ngươi, cũng là ta sắp xếp người giật dây ngươi, vở kịch về sau cũng là do một tay ta đạo diễn, mục đích tất nhiên là từng bước giảm thấp sự cảnh giác của ngươi, sau đó thu lấy tín nhiệm của ngươi, cuối cùng đạt được kết quả như ngày hôm nay, ngươi đã biết rõ chưa? Đúng là trăm phương nghìn kế. Vân Tiểu Đông ra đời không nhiều, hiểu biết về người quá ít. Phòng bị người dạy dây mình nhưng lại không hề sinh ra cảnh giới với người cứu mình. Vì thế, nàng mới dần dần rơi vào sự khống chế của người khác, ta quả nhiên là đồ ngốc, là ngớ ngẩn. Được rồi, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nữ lão sư đưa viên thuốc màu đỏ trong tay, uống đi, phần diễn của ngươi hôm nay mới được xem là kết thúc. Vân Tiểu Đông cười khổ một tiếng, đây là một viên thuốc độc sao? Cũng không phải, biểu hiện của nữ lão sư ngược lại nghiêm túc, đây là một viên luyện khí đan hàng thật giá thật, chỉ cần ngươi uống nó, ngươi có chừng 1% xác suất đả thông kinh mạch, sau đó ngưng tụ thành đan điền khí hải,
từ đó bước chân vào con đường tu tiên. Lúc này, Vân Tiểu Đông đã hoàn toàn mất đi sự tin tưởng, thật có chuyện tốt này sao? Ngươi cho ta à? Ta có nói đây là chuyện tốt sao? Nữ lão sư cười nhạo, một tay nâng cằm Vân Tiểu Đông, một tay nhét viên thuốc vào, còn 99% xác suất, ngươi sẽ biến thành mệnh môn của Hộp Vấn Nguyệt Hắc. Ngươi còn sống, kết giới màu đen sẽ tồn tại. Ngươi chết, kết giới màu đen mới có thể biến mất. Vân Tiểu Đông lập tức nghĩ đến một biện pháp. Ngươi đừng nghĩ đến việc tự mình kết thúc, vô dụng thôi. Nữ lão sư liếc mắt một cái đã nhìn ra được tâm tư của Vân Tiểu Đông, mặc kệ ngươi dùng biện pháp tự sát gì cũng vô dụng. Uống thuốc độc, viên thuốc này cũng có thể tự giải độc. Cắt cổ tay, viên thuốc này sẽ giúp cho vết thương nhanh chóng lành lại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi đã nhận được trường sinh bất tử, không khác gì tu tiên giả. Ta chết cũng không uống. Vân Tiểu Đông vốn định biểu diễn thà chết chứ không khuất phục, kết quả viên thuốc thừa cơ trôi vào cổ họng, sau đó rất có thứ tự trôi xuống dạ dày, rất nhanh được tiêu hóa. Nữ lão sư tiện tay ném Vân Tiểu Đông sang một bên, sau đó đá văng cửa phòng bước ra đại sảnh. Đi, mang Hạ Thiên, còn có đám nữ nhân kia đến đây. Nữ lão sư nhìn xung quanh, xác định trong ngoài tầng cao nhất đã bị cái bóng màu đen phong ấn lại, lúc này mới ra lệnh. Trong đại sảnh lập tức vang lên một giọng nói lạ lẫm, không cần đâu. Khách đã đến, làm sao có thể phiền khách gọi chúng ta chứ? Nữ lão sư đưa mắt nhìn, phát hiện người đến chính là Tô Bối Bối. Khách không mời mà đến cũng là khách, Tô Bối Bối mặc chiếc áo ngủ, trong tay còn cầm theo một cái ấm nước, cười hỏi uống trà không? Thiết Quan Âm ngon nhất đấy. Tại sao ngươi lại tỉnh táo như vậy? Gương mặt nữ lão sư lộ ra vẻ kinh nghi, Hộp Vấn Nguyệt Hắc có tác dụng mê hồn. Bên trong kết giới, chỉ cần được ánh trăng chiếu xuống, bất kỳ người nào cũng sẽ rơi vào hôn mê. Tô Bối Bối mỉm cười, thật ngại quá, có khả năng là ta thích đóng cửa sổ khi đi ngủ nên không bị ánh trăng chiếu vào. Khi nói, ánh trăng đã chiếu vào mặt Tô Bối Bối và người của nàng, khiến cho dáng người của nàng rất có tiên khí, đẹp đến mức kinh tâm hồn phách. Tình thế có biến, rút lui. Con người nữ lão sư đảo một vòng, quyết định thật nhanh, sau đó quay người muốn rời đi. Chỉ thấy bốn nữ sinh viên biến thành bóng đen, trong nháy mắt bao vây nữ lão sư, nhanh chóng quay về phòng của Vân Tiểu Đông, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Bành! Mấy bóng đen vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, bỗng dưng bị người ta đạp trở về. Đã đến rồi thì ngồi thêm một lát, đừng khiến cho chúng ta giống như không hiểu đạo đãi khách vậy. Lam y nhân mỉm cười. Mũi chân điểm trên bệ cửa sổ, cũng đang đứng dưới ánh trăng. Nữ lão sư hóa thành bóng đen, muốn dung nhập vào kết giới màu đen bên ngoài. Đáng tiếc, lại thất bại. Các nàng chỉ có thể biến thành bóng đen, bay tán loạn như mấy con ruồi không đầu ở tầng cao nhất cao ốc thần y, hoàn toàn không bay ra được. Các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Không biết từ lúc nào, Hạ Thiên xuất hiện trong phòng khách, nằm nghiêng trên ghế salon, mặt không kiên nhẫn. Lúc này, nữ lão sư chạy về bên cạnh Vân Tiểu Đông, lạnh lùng nói với Hạ Thiên, các ngươi đừng quá đắc ý. Mệnh của nàng ta còn nằm trong tay ta. Nếu các ngươi dám làm loạn, nàng ta liền mất mạng. Ngươi cảm thấy mấy lời uy hiếp như vậy hữu dụng không? Biểu hiện của Hạ Thiên một chút cũng không thay đổi, vẫn hờ hững nằm trên ghế salon như cũ. Vân Tiểu Đông nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn. Quả nhiên! Nàng trong suy nghĩ của thúc thúc xấu xa không hề có phân lượng. Nữ lão sư nửa tin nửa ngờ. Nàng ta cũng không tin Hạ Thiên lại coi thường tính mệnh của Vân Tiểu Đông như vậy, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy khả năng Vân Tiểu Đông theo một ý nghĩa nào đó không quan trọng bằng những nữ nhân khác. Người bớt giả vờ giả vịt ở đây đi. Nữ lão sư không hề bị Hạ Thiên mê hoặc, đưa tay bóp cổ Vân Tiểu Đông, nàng ta là con gái của Vân Thanh. Nếu nàng ta chết trước mặt ngươi, ngươi cảm thấy tình cảm của ngươi với Vân Thanh có còn giống như trước đây nữa không? Tô Bối Bối thản nhiên nói, chúng ta cũng không rảnh nói nhảm với ngươi. Ngươi thả Tiểu Đông xuống, các ngươi có thể đi. Hừ, hôm nay chúng ta đã đến, chúng ta cũng không nghĩ đến sẽ còn sống mà rời đi. Gương mặt nữ lão sư trở nên dữ tợn, hận thù nhìn chằm chằm đám người Hạ Thiên, cho dù ta không giết chết các ngươi, ít nhất cũng phải đồng quy vu tận. Đừng có nằm mơ. Lam y nhân không khỏi thở dài, chỉ dựa vào đám người các ngươi,
tối đa cũng chỉ để trang trí cho tầng cao nhất mà thôi. Nữ lão sư cũng không động dung, vẫn bóp cổ Vân Tiểu Đông như cũ, lạnh giọng nói, nàng ta đã uống định hồn đan, trở thành hồn khôi của hộp Vẫn Nguyệt Hắc. Qua 5 phút nữa, hộp Vẫn Nguyệt Hắc sẽ triệt để thành hình, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ bị lọt vào kết giới mà thôi. Lúc này, Vân Tiểu Đông có chút ngộp thở, trong lòng khủng hoảng cực kỳ. Chẳng lẽ nàng phải chết sao? Hộp Vẫn Nguyệt Hắc, Tô Bối Bối nhìn bóng đen bao phủ bên ngoài, thản nhiên hỏi, bằng môn tả đạo này ở đâu ra vậy, tại sao luôn có mấy thứ đổ loạn thất bát tao như thế chứ? Ha ha, làm sao, các ngươi là chính đạo, còn người khác là tà đạo à? Nữ lão sư cười lạnh, không vui nói, các ngươi quá tự cho là đúng rồi đấy. Lúc này, kiên nhẫn của Hạ Thiên đã mất hết, nhếch miệng cười nói, được rồi, ta lười nhiều lời với các ngươi cứ trực tiếp đi chết đi. Hừ, còn phải xem ngươi có đủ nhẫn tâm hay không? Nữ lão sư đưa Vân Tiểu Đông ra trước người, cười lạnh, ngươi thật sự không quan tâm mạng của Vân Tiểu Đông sao? Vân Tiểu Đông mở to mắt, yên lặng nhìn Hạ Thiên, chờ thúc thúc xấu xa của nàng trả lời. Hạ Thiên mỉm cười nói, đầu óc của đám ngu ngốc các ngươi đúng là có vấn đề. Tại sao ta phải làm đề mục mà các ngươi đưa ra? Các ngươi có tư cách gì mà ra đề mục với ta? Ngươi nói vậy là có ý gì? Nữ lão sư có chút không hiểu Hạ Thiên, chỉ có thể nâng cao giọng điệu của mình. Hạ Thiên, ta không đùa với ngươi. Chỉ cần ngươi có một bước dị động, ta sẽ bóp chết nàng ta, tuyệt đối không phải nói đùa. Hạ Thiên thản nhiên nói, ngươi bóp một cái thử xem. Ngươi đang khích ta sao? Nữ lão sư cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta có chết cũng muốn ngươi trả giá đắt. Đừng nói nhảm nữa, mau bóp đi. Hạ Thiên vẫn thờ ơ như cũ, ngươi cũng nên nghĩ cái giá lời nói của ngươi như thế nào luôn nhé. Vân Tiểu Đông, ngươi thấy chưa? Nữ lão sư hợp thời nói với Vân Tiểu Đông, Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của ngươi, trong lòng hắn, ngươi không đáng một đồng. Cho nên, ngươi cũng đừng trách ta. Sau khi ngươi chết, ngươi sẽ biến thành hồn khôi đi tìm Hạ Thiên báo thù, đừng tìm ta. Nói xong, hai tay của nàng ta bỗng nhiên dùng sức, giống như muốn bóp gãy cái cổ mảnh khảnh của Vân Tiểu Đông. A! À, Vân Tiểu Đông bỗng dưng kêu thảm một tiếng, trong cơ thể bộc phát khí lực cường đại trấn khai nữ lão sư. Bành! Nữ lão sư bị đánh bay ra ngoài, ngã theo tư thế chó đớp cứt, gương mặt tràn ngập sự kinh ngạc, chuyện gì xảy ra thế? Không đợi nàng ta kịp phản ứng, Vân Tiểu Đông bỗng dưng vọt đến trước mặt nàng, cắn răng căm hận nói, ta hận nhất chính là kẻ phản bội ta. Ngươi, làm sao ngươi, a? À, nữ lão sư đang định nói cái gì đó, kết quả trên mặt nặng nề chịu một quyền, máu mũi văng khắp nơi, răng trong miệng rơi đầy đất. Vân Tiểu Đông lại một cước đá vào mặt đối phương, đạp bay nữ lão sư ra ngoài. Trong lúc nàng ta đang bị văng ra ngoài, Thạch Thuần đã xuất hiện đưa tay kéo trở về. Bành! Vân Tiểu Đông siết chặt nắm đấm bay đến trước mặt nữ lão sư, lại một quyền thế lực đại trầm. Thạch Thuần mỉm cười, lại nhẹ nhàng ném người ra ngoài. Hai người bắt đầu chơi trò chơi ngươi đến ta đi trong phòng khách, chơi đến quên cả trời đất. Bốn nữ sinh viên còn lại đã sớm bị Tô Bối Bối và Lam Y Nhân giải quyết. Được rồi, chơi chán chưa? Hạ Thiên nhếch miệng, cắt ngang cuộc chơi của Thạch Thuần và Vân Tiểu Đông. Vân Tiểu Đông tức giận đá cho nữ lão sư một cước cuối cùng, sau đó mới thu tay lại nói với Hạ Thiên, thúc thúc xấu xa, vừa rồi ngươi tuyệt không quan tâm sống chết của ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên không trả lời, hỏi ngược lại một câu. Vân Tiểu Đông cảm giác hắn không phải loại người như vậy, nhưng vừa rồi phản ứng của Hạ Thiên quá mức lạnh lùng, hoàn toàn không phù hợp với người trong mắt của nàng. Nếu anh rể không quan tâm sống chết của ngươi, ngươi đã sớm chết vô số lần rồi. Thạch Thuần nhịn không được thay Hạ Thiên giải thích, người ngốc như ngươi, mắc lừa đã là chuyện bình thường, hơn nữa thỉnh thoảng còn bị người ta tẩy não. Nhưng anh rể chẳng những không phạt ngươi, còn âm thầm đổi viên thuốc cho ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn khỏe như vậy à? Vân Tiểu Đông giống như bừng tỉnh, có chút xấu hổ nói, thúc thúc xấu xa, ta. Ngươi đừng nghe Thuần nha đầu nói hưu nói vượn. Hạ Thiên khoát tay, hờ hững nói, ta cái gì cũng không có làm. Ta cũng không đổi viên thuốc mà ngươi uống. Không, không đổi, Vân Tiểu Đông biến sắc, vô thức muốn móc cổ họng.
Được rồi, đừng móc loạn nữa. Tô Bối Bối tiến lên nắm tay Vân Tiểu Đông, khuyên bảo, hắn không ngăn người uống viên thuốc, chứng tỏ người uống nó không có vấn đề gì. Không, không thể nào. Mặc dù nữ lão sư bị đánh rất thảm, nhưng vẫn cứng đầu nói, đây chính là khôi đan truyền thừa Huyền Đan Tông chúng ta, tại sao uống vào lại không có chuyện gì. Cho dù chúng ta bị bắt, nhưng chỉ cần hộp Vẫn Nguyệt Hắc vẫn còn, viên thuốc nhất định sẽ phát huy tác dụng. Đời này các ngươi đừng hòng ra khỏi kết giới, chờ chôn cùng với chúng ta luôn đi. Ngươi đừng thổi phồng cái hộp nát này nữa. Hạ Thiên hơi mất kiên nhẫn nhếch miệng, ngân châm lóe lên giữa ngón tay, điểm một điểm vào hư không. Chỉ thấy đầu cây kim ba tấc bỗng dưng ngưng kết khí tức xương trắng, chính là ánh trăng. Lập tức, khí tức xương trắng tràn ngập ra bên ngoài, đông kết khí tức màu đen đang bao phủ tầng cao nhất cao ốc thần y. Được rồi, Hạ Thiên tiện tay thu ngân châm vào. Cùng lúc đó, khí tức màu đen giống như vụn băng, trong nháy mắt vỡ nát, tiêu tán vô hình trong ánh trăng và bóng đêm. Cái này, nữ lão sư mở to mắt, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này, đây chính là hộp Vẫn Nguyệt Hắc, bí bảo vô thượng truyền thừa mấy trăm năm của Huyền Đan Tông chúng ta, tại sao lại có thể dễ dàng bị người ta phá như thế? Ta không thể tiếp nhận được, không thể tiếp nhận được. Người có tiếp nhận hay không cũng như nhau thôi. Lam Y Nhân giữ chặt cửa sổ, thản nhiên cười nói, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua, đồ mấy trăm năm không có khả năng bị hỏng chứ? Đúng là ngớ ngẩn, Tô Bối Bối hỏi, các ngươi có còn đồng bọn khác hay không? Ngươi hãy thành thật khai ra, tránh ở lại lâu hơn sẽ bị tội. Nữ lão sư cười lạnh, chúng ta đương nhiên có đồng bọn, chỉ cần Hạ Thiên còn sống, đồng bọn của chúng ta sẽ vô cùng vô tận, vĩnh viễn không hề đoạn tuyệt. Hạ Thiên hình như đâu có đào mộ tổ, giết cả nhà các ngươi đâu nhỉ? Tô Bối Bối không hiểu, vì sao các ngươi lại hận hắn như vậy? Hận hắn cần lý do sao? Nữ lão sư lạnh giọng nói. Đương nhiên rồi, Lam Y Nhân nói, trên thế giới này tuyệt đối không có yêu và hận vô duyên vô cớ. Nữ lão sư lạnh giọng nói, Huyền Đan Tông chúng ta vất vả mấy trăm năm, kết quả trường sinh không thành, truyền thừa không thành, thậm chí còn phải trốn tránh ở thế giới. Hạ Thiên ngươi dựa vào cái gì có thể sống tốt đến như thế? Ngươi nói ngươi là thần, vậy chúng ta sẽ diệt thần. Ngươi nói ngươi là trời, vậy chúng ta sẽ lật trời. Ta hiểu rồi, Tô Bối Bối liếc mắt, thuần túy cũng chỉ là ước ao, ghen tị. Bọn họ rõ ràng rất muốn gia nhập Hạ Thiên, đáng tiếc Hạ Thiên chướng mắt bọn họ, cho nên bọn họ lại càng hận. Đánh giám, nữ lão sư chết sống cũng không chịu thừa nhận. Chỉ lặp đi lặp lại, chúng ta chỉ vì hòa bình thế giới, vì phát triển của nhân loại, vì an toàn của trái đất, chúng ta tuyệt đối không cho phép có người ngấp nghé vị trí của thần, cũng không cho phép có loại người này còn sống. Dịch lại một chút, chính là trái đất không cho phép người mạnh như vậy tồn tại. Tô Bối Bối nhếch miệng, huống chi người này còn không phải ta, thậm chí cũng chẳng liên quan gì đến ta, nhưng hắn nhất định không thể sống. Nữ lão sư hừ lạnh một tiếng, không nói thêm câu nào. Đám ngu ngốc này đúng là chẳng có tác dụng gì. Hạ Thiên nhếch miệng, cứ trực tiếp xử lý là được. Ta thấy vẫn nên giữ lại, giao cho Thiên Đạo Tổ xử lý đi. Lam Y Nhân suy nghĩ một chút, hợp thời đề nghị. Tổ Bối Bối chỉ Vân Tiểu Đông, ngươi làm sao cũng phải cân nhắc cảm thụ của Tiểu Đông chứ, muốn giết người trước mặt nàng ấy à? Ta không sao. Trước đó, Vân Tiểu Đông đã biết mọi người đều là tu tiên giả. Nhưng cho đến hôm nay nàng mới được gia tăng kiến thức, chỉ là đầu óc vẫn còn quá tải, chưa thể tiếp nhận được. Tiểu nha đầu ngươi hơi nóng đây. Tô Bối Bối đưa tay sờ đầu Vân Tiểu Đông, cười nói, chắc là do viên thuốc vừa rồi phát huy tác dụng, đoán chừng qua một đêm là có thể tẩy tủy thành công. Đây cũng được xem là nàng ấy chủ động tẩy tủy. Thạch Thuần vừa cười vừa nói. Hạ Thiên thuận miệng nói, nàng ấy còn chưa tính là tẩy tủy. Chỉ là cơ thể nàng ấy không chịu được linh khí của viên đan dược, ta chỉ thuận tay giúp nàng ấy đả thông một số kinh lạc mà thôi. Tuy nhiên, đến ngày mai, nàng ấy sẽ chính thức tiến vào luyện khí kỳ. Vân Tiểu Đông nghe xong, giống như bị lọt vào trong sương mù, nhưng cũng đại khái hiểu được nàng đã trở thành tu tiên giả. Đúng rồi, những người kia xử lý như thế nào? Thạch Thuần đá vào nữ lão sư. Lam Y Nhân đáp, cứ để ở đây, giao cho Thiên Đạo Tổ xử lý. Được, vậy thì giao cho Thiên Đạo Tổ. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lập tức ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Lam Y Nhân, đi,
vợ Tiểu Y Y, mọi người đi ngủ đi nhé. Lam Y Nhân gật đầu, sau đó đi theo Hạ Thiên. Được rồi, ta cũng buồn ngủ, ta đi ngủ bù đây. Tô Bối Bối trừng mắt với Hạ Thiên một cái, sau đó quay người về phòng của mình. Thạch Thuần nháy mắt với Vân Tiểu Đông, Tiểu Đông, có muốn đêm nay ngủ với ta không? Ta sẽ phổ cập một số kiến thức tu tiên cho ngươi. Ừm, Vân Tiểu Đông chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, không có khí lực, mặc cho Thạch Thuần dìu nàng vào phòng. Hôm sau trời vừa sáng, Lam Y Nhân thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng, chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người, sau đó gọi những người khác rời giường. Tô Bối Bối nói mình không ăn sáng. Nàng đang đại chiến 300 hiệp với chăn của nàng, ai cũng đừng gọi nàng thức dậy. Liễu Hàm nguyên khí tràn đầy ngồi xuống bàn. Tối qua ngươi ngủ có ngon không? Lam Y Nhân nhớ đến trận chiến nửa đêm hôm qua, hình như lúc đó Liễu Hàm cũng không thức dậy, không khỏi hỏi. Liễu Hàm đưa mắt nhìn Lam Y Nhân, mỉm cười nói, trước giờ ta ngủ rất tốt, đầu dính gối là có thể ngủ giống như ngủ đông vậy, hơi bị tiêu chuẩn đấy. Vậy thì tốt, Lam Y Nhân thuận miệng đáp lại một câu, sau đó mang một phần bữa ăn sáng theo kiểu Tây cho nàng. Cảm ơn Lam tỷ tỷ, Liễu Hàm nói một tiếng cảm ơn, sau đó hỏi, những người còn lại đâu? Bọn họ còn đang ngủ à? Lam Y Nhân gật đầu, tối qua phát sinh chút chuyện, mọi người đều đi ngủ rất muộn, sáng dậy không nổi cũng là chuyện bình thường. Tối qua xảy ra chuyện gì thế? Liễu Hàm vừa ăn sáng vừa không vui hỏi, tại sao ta lại không biết? Mọi người thừa dịp ta ngủ say kéo nhau đi ăn khuya đúng không? Còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lam Y Nhân mỉm cười trêu chọc. Lúc này, cửa phòng Thạch Thuần được mở ra. Vân Tiểu Đông mặt đỏ ửng bước ra ngoài, biểu hiện có chút e sợ. Tiểu Đông, ngươi, tại sao ngươi lại từ phòng Thạch Thuần đi ra? Ánh mắt Liễu Hàm mờ mịt nhìn Vân Tiểu Đông, hơn nữa còn đỏ đến như vậy. Các ngươi đã chơi thứ gì thế? Vân Tiểu Đông bị Liễu Hàm hỏi đến như vậy, sắc mặt lại càng đỏ thêm, cái cổ trắng nõn giống như được bôi phấn, không, không có gì. Ta chỉ mượn phòng của nàng ấy ngủ một đêm thôi. Vì sao? Liễu Hàm vẫn không hiểu. Tiếp theo, Thạch Thuần ngáp dài chậm rãi bước ra, hai tay tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vân Tiểu Đông, cười nói, thế nào, Tiểu Đông, tối qua ngủ có ngon không? Vân Tiểu Đông đỏ mặt đến tận mang tai, ngươi, ngươi đừng có đứng sát bên cạnh như thế. À, các ngươi không phải bách hợp chứ? Liễu Hàm chỉ cảm thấy nổi cả da gà. Dùng mình một cái giữa ban ngày, các ngươi có quan hệ thân thích đấy. Các ngươi làm như vậy là không phù hợp với quan niệm đạo đức. Ăn sáng của ngươi đi, quan tâm chuyện chúng ta làm gì. Thạch Thuần chừng Liễu Hàm một cái, sau đó nắm tay Vân Tiểu Đông tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Liễu Hàm. Tiểu Đông, đừng để ý đến nàng ta, chúng ta ăn sáng đi. Lam Y Nhân nhìn biểu hiện của Thạch Thuần, không khỏi bó tay. Cô nàng này học từ Hạ Thiên đúng là học 10 đủ 10. Anh rể đâu, hắn không ăn sao, Liễu Hàm lướt xa hai bước, cách xa bầu không khí cổ quái giữa Thạch Thuần và Vân Tiểu Đông, quay sang hỏi Lam Y Nhân. Không đợi Lam Y Nhân trả lời, Thạch Thuần đã chen vào, anh rể Sắc Lang khẳng định đã đại chiến mấy trăm lần với Lam Ti Tỷ đêm qua. Lúc này hắn ta thức dậy được mới là lạ, dù sao chỉ có trâu cày mệt chứ không có ruộng bị cày xấu. Con bé này nói bậy bạ cái gì thế? Lam Y Nhân đưa tay đánh Thạch Thuần một cái, nếu để hắn nghe thấy, hắn nhất định sẽ đánh ngươi. Thạch Thuần nhăn mũi, ta có nói sai cái gì đâu. Ngươi vừa nói ai là trâu cầy mệt, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện đối diện Thạch Thuần, khó chịu hỏi. Con ngươi Thạch Thuần đảo một vòng, lập tức thay đổi thái độ, ngươi nghe lầm rồi, ta làm sao có thể nói mấy câu như thế. Ta nói anh rể ngươi siêu cấp lợi hại, nhất thống giang hồ. Bớt làm bộ đi. Hạ Thiên nhếch miệng, làm sao mà hắn không hiểu tính tình của tiểu nha đầu này, chỉ là hắn lười so đo mà thôi, sau này ngươi còn nói xấu ta nữa, đừng trách ta đánh ngươi đấy. Thạch Thuần đột nhiên lắc đầu, không có đâu, ta kính ngưỡng anh rể ngươi như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn một phát không thể thu, được rồi, ta ăn sáng đây, không nói nữa. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Thạch Thuần, sau đó nhìn Vân Tiểu Đông. Thuận miệng hỏi, cảm giác của ngươi như thế nào? A, Vân Tiểu Đông sửng sốt, lập tức kịp phản ứng Hạ Thiên hẳn là hỏi cảm nhận của nàng sau khi tiến vào luyện khí kỳ, tối hôm qua Thạch Thuần giúp ta không ít, cảnh giới trên cơ bản đã vững chắc,
chỉ là vừa mới ở tầng 3 luyện khí kỳ, đằng sau không biết nên làm như thế nào. Hạ Thiên có chút nghi ngờ nhìn vào mắt Thạch Thuần, người đã giúp nàng ấy làm gì? Không có gì, chỉ là làm chắc linh khí, khơi thông kinh lạc mà thôi. Thạch Thuần không nghĩ đến Hạ Thiên lại hỏi điều này, con người đảo một vòng, thuận miệng nói. Người bớt làm mấy chuyện thất loạn bát tao đi. Hạ Thiên lại chừng nàng một chút, cảnh cáo một câu. Thạch Thuần lập tức giải thích, anh rể, người nói vậy là oan cho ta, ta không làm chuyện gì loạn thất bát tao gì cả. Chỉ là sau khi cơ thể Tiểu Đông chảy ra tạp chất, ta giúp nàng tắm rửa một cái, thuận tiện kiểm tra hạ thể có vấn đề gì khác hay không. Ngươi đừng nói nữa. Vân Tiểu Đông nhớ đến hỗ trợ của Thạch Thuần tối qua, sắc mặt một lần nữa đỏ đến tận mang tai. Có sao đâu, chúng ta đều là nữ, sợ cái gì? Thạch Thuần cũng không cảm thấy có gì mà không nói được. Nàng ôm lấy Vân Tiểu Đông, chúng ta không phải đã nói với nhau, về sau chúng ta sẽ ở chung với nhau như khuê mật sao? Liễu Hàm cau mày, mông lại cách Thạch Thuần ba tấc. Hạ Thiên cũng biết Thạch Thuần chỉ là đùa giỡn mà thôi, huống chi Vân Tiểu Đông vừa mới tiến vào luyện khí kỳ, xác thực cần người bên cạnh hỗ trợ. Trong tất cả nữ nhân của hắn, Thạch Thuần tương đối phù hợp. Chỉ cần Vân Tiểu Đông không có ý kiến, hai người bạn thân cũng được, khuê mật cũng được, hắn cũng lười quản. Sau khi ăn sáng xong, mọi người ai về nhà nấy. Dù sao tất cả mọi người còn có việc phải làm, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, ai đi ngủ thì đi ngủ. Nói đúng ra, chỉ có Hạ Thiên là không có chuyện để làm, thế là hắn chạy thẳng đến phòng Tô Bối Bối. Này, cái tên lưu manh đáng chết, ngươi muốn làm gì? Tô Bối Bối bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, thế nào, ngươi muốn bá vương ngạnh thượng cung sao? Ta không sợ ngươi đâu. Bối nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta chỉ muốn ngủ bù thôi mà. Tô Bối Bối hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên, vậy thì ngươi đi ngủ bù đi, chạy đến giường của ta làm gì? Thì ta đi ngủ đây, bình thường ta thích ôm người khác mà ngủ. Hạ Thiên mỉm cười giải thích, vợ Tiểu Y Y đi làm, những bà vợ khác lại không có ở đây, ta không thể làm gì khác hơn là đến đây ôm ngươi. Ôm cái đầu ngươi đấy. Tô Bối Bối lạnh lùng nói, có phải ngươi muốn nói ngươi chỉ ôm một cái, tuyệt đối không động chân tay. Hạ Thiên sững sờ, bối nha đầu, tại sao nàng biết? Ta còn không hiểu rõ tên đại sắc lang ngươi sao? Tô Bối Bối trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, chỉ vào Hạ Thiên, nói, ngươi lập tức loại bỏ toàn bộ suy nghĩ xấu xa này ra khỏi đầu của ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý đâu. Hạ Thiên cảm thấy oan uổng, vội giải thích, ta chỉ muốn ngủ bù. Bối nha đầu, người suy nghĩ nhiều quá rồi. Đánh giám, Tô Bối Bối hơi đỏ mặt, chỉ vào Hạ Thiên, nói, có gan thì ngươi mặc lại quần áo rồi nói với ta mấy lời này. Đi ngủ thì phải cởi quần áo không phải là chuyện rất bình thường sao? Hạ Thiên nghiêm túc nói, từ trước đến nay, ta không mặc quần áo khi đi ngủ. Tô Bối Bối thức đến mức quơ lấy cái gối đập tới tấp Hạ Thiên, ta chẳng quan tâm ngươi đi ngủ mặc áo hay không, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Ta không đi, ta muốn ngủ bù. Hạ Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu ngáy to. Tô Bối Bối bó tay, chỉ vào hắn mà nói, được, ngươi ngủ ở đây đi, ta ra ngoài. Nói xong, nàng thở phì phò bước ra khỏi phòng của mình, sau đó nhanh chóng tắm rửa một cái, không ngần ngại thay lại bộ quần áo mới làm y nhân treo trong tủ. Ngươi không phải muốn ngủ bù sao? Tô Bối Bối thay xong quần áo. Khi trở lại phòng khách, nàng phát hiện Hạ Thiên đang nằm ở ghế salon, không khỏi tức giận hỏi, ngươi ở đây làm bộ cái gì thế? Hạ Thiên mỉm cười nói, không có nàng bên cạnh, ta không ngủ được, cho nên ta đến phòng khách thử một chút. Tô Bối Bối trịnh trọng chỉ vào Hạ Thiên, cảnh cáo, về sau, nếu như không được sự đồng ý của ta, ngươi còn tiến vào phòng của ta, ngươi đừng trách ta trở mặt. Được, về sau, ta sẽ trưng cầu sự đồng ý của nàng trước. Hạ Thiên gật đầu. Ta còn lâu mới đồng ý. Tô Bối Bối trừng mắt, sau đó tự nấu cho mình bữa sáng, ăn vội vàng. Thu dọn bàn ăn xong, Tô Bối Bối nhìn Hạ Thiên đang nằm trên ghế salon, hôm nay ta có chuyện quan trọng cần làm, ngươi tốt nhất đừng đi theo ta. Nếu làm hỏng việc này, đến lúc đó ngươi đến Tiên Vân Đại Lục tìm mấy người Diệp biểu tỷ xin lỗi đi. Bối nha đầu, nàng nói hơi quá rồi. Hạ Thiên lười biếng giải thích, ta xưa nay không bao giờ làm chuyện xấu.
chuyện xấu đều do đám người ngu ngốc không bao giờ muốn làm chuyện nghiêm túc gây ra cả. Ta chỉ bắt bọn chúng bại lộ sớm mà thôi. Ta không muốn nghe ngươi rảo biện. Tô Bối Bối thản nhiên nói, nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, ngươi có thể đi tìm vợ tiểu muội chân dài, vợ y y, còn có đồ đệ ngoan, không được thì đi ra ngoài tìm mấy bà vợ dự bị mới. Hạ Thiên kỳ quái nhìn Tô Bối Bối, bối nha đầu, nàng đang nói mát đấy. Thật ra, nàng chỉ muốn ta ở bên cạnh của nàng. Bớt nói đùa, ngươi cho rằng ngươi là ai, đừng tưởng rằng ta giống như ngươi. Tô Bối Bối trừng mắt với Hạ Thiên một cái, sau đó trang điểm lại một chút rồi ra ngoài. Tô Bối Bối vừa đi, tầng cao nhất cao ốc thần y chỉ còn lại một mình Hạ Thiên. Hắn xác thực có chút nhàm chán. Lúc này, điện thoại hợp thời vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra kiểm tra, phát hiện là Triệu Thanh Thanh gọi đến, Thanh Thanh nha đầu, người đang nhớ ta à? Đúng, sư phụ, ta nhớ ngươi lắm. Triệu Thanh Thanh một chút cũng không che giấu, thuận tiện đưa ra lời mới, người đến kinh thành đi, ta đang ở nhà chờ ngươi. Được, ta lập tức đến ngay. Hạ Thiên cúp điện thoại, nhảy ra khỏi cửa sổ tầng cao nhất cao ốc thần y, như tia chớp vọt đi. Hơn một tiếng sau, Hạ Thiên đã xuất hiện trong gian phòng của Triệu Thanh Thanh ở kinh thành. Sư phụ, người đến thật sao? Triệu Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, ta còn tưởng rằng tối nay ngươi mới đến. Hạ Thiên cười nói, đồ đệ ngoan nhớ ta, ta đương nhiên phải nhanh chóng đến gặp chứ. Sư phụ, người ăn sáng chưa? À, Triệu Thanh Thanh còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại. Mấy tiếng sau, hai người cùng lúc xuất hiện ở nhà ăn Triệu gia cùng nhau ăn cơm trưa. Vợ chồng Triệu Hiểu Trác liếc nhìn nhau. Sau đó vội vàng cầm chén cơm lên ăn thật nhanh rồi im lặng rời đi. Sư phụ, hai ngày qua vẫn luôn có người tìm ngươi. Triệu Thanh Thanh lên tiếng, hắn ta tự xưng là tiểu đệ của ngươi, có chuyện vô cùng quan trọng cần tìm ngươi, ngươi có muốn gặp hắn ta không? Tiểu đệ của ta, Hạ Thiên nhếch miệng, có chút khó chịu nói, ta chẳng có sở thích thu tiểu đệ. Đến bây giờ cũng chỉ có khoảng 2-3 người, tên này từ đâu xuất hiện vậy? Triệu Thanh Thanh biết tiểu đệ mà Hạ Thiên thừa nhận chính là Vương Kiệt ở Giang Hải, Tạ Hiểu Phong ở Kinh Thành, còn có Bạch Tiểu Lỗi, đúng là không vượt quá 3 người. Người này nói thời gian trước đã gặp ngươi trên du thuyền, sau đó bái nhập dưới cờ của ngươi. Triệu Thanh Thanh mỉm cười giải thích, hắn ta là người Tân Cảng, tên Ngô Chính Nghiệp, ngươi có ấn tượng không? Hạ Thiên nhớ lại có người như thế, không khỏi lên tiếng, tiểu đệ thì chưa nói đến. Chỉ là tiện đường đi thuyền của hắn ta đến đảo Cuồng Hoan mà thôi. Gần đây hắn ta gặp chút phiền phức, bản thân không cách nào giải quyết được, cho nên hắn ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Triệu Thanh Thanh giải thích tình huống, ánh mắt nhìn thẳng Hạ Thiên. Nếu hắn không quan tâm, nàng sẽ lướt qua chủ đề này. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng đáp, dù sao gần đây ta cũng đang cảm thấy nhàm chán, vậy để ta xem hắn ta có phiền phức gì. Hắn ta đoán chừng không qua được. Triệu Thanh Thanh lấy ra một tấm hình đưa cho Hạ Thiên, phiền phức của hắn ta nằm ngay trên cơ thể của hắn ta, trên cơ bản đã không động đậy được, rất có thể qua một thời gian ngắn nữa sẽ chết. Đúng là một tên ngu ngốc. Hạ Thiên liếc nhìn qua tấm hình, suy nghĩ một chút đã biết người này làm cái gì nhưng hứng thú lại càng nhiều hơn, như vậy cũng có chút thú vị, có thể đi xem. Ăn cơm xong, Triệu Thanh Thanh lái xe chở Hạ Thiên đến một biệt thự tư nhân bí ẩn. Đây là một biệt thự khá cổ xưa. Triệu tiểu thư, Hạ thần y, mời sang bên này. Lão gia và thiếu gia nhà ta chờ đã lâu. Một lão nhân giống quản gia đứng trước cửa biệt thự, tiến lên mở cửa xe cho Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh gật đầu một chút, nói với lão quản gia, làm phiền rồi. Âm khí của biệt thự này khá nặng. Hạ Thiên cười nói, ở đây không sợ ban đêm có quỷ nhảy ra làm loạn sao. Hạ thần y nói đùa. Lão quản gia cười gượng hai tiếng, giải thích đây là lão Trạch Ngô gia, có hơn 100 năm lịch sử, chưa từng xảy ra chuyện tà quái nào làm loạn hết. Hạ Thiên nhếch miệng, về sau sẽ có. Lão quản gia trong nháy mắt không phản bác được, không biết làm sao nói tiếp. Người đâu, ở bên trong à? Triệu Thanh Thanh mỉm cười giảng hòa, tiến lên ôm lấy khuỷu tay của Hạ Thiên, sư phụ, chúng ta vào trong đi. Lão quản gia lau mồ hôi, gọi một người làm. Bảo hắn ta lái xe đến gara, còn mình thì đi trước Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh nửa bước. Lão quản gia và thiếu gia đều đang ở hậu viện, để lão nô dẫn mọi người đến đó.
Lão quản gia chậm rãi dẫn hai người Hạ Thiên xuyên qua hành lang, lượn quanh mấy khúc quẹo mới đến được nơi gọi là hậu viện. Hậu viện, cây cối tùm, cỏ xanh như đệm. Nhìn qua giống như một công viên rừng rậm mô hình nhỏ, bốn phía xanh tươi tốt, mơ hồ còn có một luồng không khí lạnh như có như không, khiến người ta không tự chủ được mà nổi cả da gà. Sư phụ, nơi này hình như có chút không thích hợp. Triệu Thanh Thanh cảnh giác đánh giá chung quanh, luôn có cảm giác giống như có người đang theo dõi mình. Hạ Thiên ngược lại không có phản ứng quá lớn, chỉ nói, Thanh Thanh nha đầu, ngươi không cần để ý, chỉ là đám hoa cỏ cây cối này sinh ra một chút biến dị mà thôi. Lão quản gia nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt rất lạ, rất nhanh đã dẫn hai người đến một tiểu viện, lão gia và thiếu gia đang ở bên trong. Triệu tiểu thư, Hạ thần y, mời. Ngươi không vào sao? Triệu Thanh Thanh hỏi lão quản gia. Lão nô không vào, lão quản gia khoát tay, có chút kiêng kỵ, nếu ta cũng vào theo, lão gia và thiếu gia sẽ không có ai chiếu ứng. Triệu Thanh Thanh cũng không hỏi nữa, cùng Hạ Thiên chậm rãi bước vào. Là Triệu tiểu thư và Hạ thần y đến sao? Trong phòng vang lên âm thanh khàn khàn, nghe hữu khí vô lực, giống như sắp chết đến nơi, mời vào, thứ cho cha con chúng ta không cách nào ra đón. Căn phòng tự động mở ra. Bên trong lóe lên ánh nến mờ nhạt, tầm mắt cũng không rõ ràng. Triệu Thanh Thanh khẽ cau mày, cảm thấy tình huống này thấy thế nào cũng đều có vấn đề. Nhưng Hạ Thiên không hề có chút do dự, trực tiếp bước vào. Trong phòng chỉ đặt hai cái giường, một cái bàn, ba cái ghế, một số đồ dùng hàng ngày, ngoài ra thì không còn vật nào khác. Nên biết rằng Ngô gia là danh môn vọng tộc ở Tân Cảng, gia tài ức vạn. Tại sao hai cha con lại ở chỗ đơn sơ như thế? Hai vị, mời tùy ý, bởi vì nguyên nhân sức khỏe, chỉ có thể để mọi người tùy tiện vậy. Một nam nhân trung niên tướng mạo công chính từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, rót cho Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh một tách trà, sau đó làm tư thế mời. Nam nhân trung niên chính là gia chủ Ngô gia Ngô Hạng Đông, cũng là đại lão danh chấn giới kinh doanh toàn cầu. Lúc này, người của ông đã gầy đến không còn hình dáng. Bước đi cũng tập tễnh, mắt không còn thần thái chỉ điểm giang sơn, giống như một lão hủ gần đất xa trời. Triệu Thanh Thanh nhìn thấy, không khỏi nảy sinh lòng nghi hoặc, Ngô tiên sinh, ngài làm sao thế? Lần trước, ta thấy ngài còn sinh long hoạt hổ lắm mà. Ha ha, ta cũng chỉ muốn giảm bớt đau đớn cho con trai, vì thế đã chủ động bị cuốn vào. Ngô Hạng Đông cười khổ, giơ hai tay của mình lên, bên trên quấn đầy những dây leo tinh mịn màu xanh. Sau khi dây leo quấn vào tay của ông, lập tức tương thông với mạch máu của ông, không ngừng hấp thu một phần trong cơ thể. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Ngô Hạng Đông rõ ràng đang còn tráng niên lại khô gầy như que củi, vô cùng suy yếu. Con của ngươi đâu, hắn ta thế nào rồi? Triệu Thanh Thanh vội hỏi. Con trai ta nằm trên giường, ta cần bổ sung chút năng lượng. Ngô Hạng Đông không còn khí lực, đành phải rút trong người ra một ống thuốc. Nhắm ngay động mạch cổ của mình mà đâm xuống. Đâm xong, máu vang khắp nơi, nhưng máu tràn ra lại không có màu đỏ, mơ hồ có màu xanh lét. Tốt hơn nhiều rồi, Ngô Hạng Đông thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi bước đến bên giường, vén chăn lên. Trên giường, người đang nằm chính là Ngô Chính Nghiệp. Khi Hạ Thiên nhìn thấy hắn ta lần nữa, cũng có chút giật mình. Cách đây không lâu, hai người còn gặp nhau trên biển. Lúc đó, Ngô Chính Nghiệp tinh thần phấn chấn, phú nhị đại sung mãn hoàn khố, cơ thể cũng khỏe mạnh cực kỳ, trời không biết trời đất trên du thuyền. Mới không gặp có mấy ngày, cả người chỉ còn lại da bọc xương, toàn thân trên dưới phủ kín những đốm lấm tấm màu xanh, trên mỗi điểm lấm tấm đều nối liền với một sợi dây leo cực nhỏ, kéo dài từ trong cơ thể của hắn ta ra ngoài, cuối cùng chui vào lòng đất. Tấm ảnh này chụp khi nào vậy? Hạ Thiên móc tấm ảnh Triệu Thanh Thanh đưa cho hắn. Hỏi Ngô Hạng Đông. Trên tấm ảnh, Ngô Chính Nghiệp vẫn còn chút hình người, chỉ là hơi suy yếu, cả người ngồi trên giường, hai mắt nhìn như không nhìn vào ống kính. Hôm trước, Ngô Hạng Đông thở dài giải thích với Hạ Thiên, ta mở cửa, bảo lão quản gia dùng máy ảnh từ ngoài viện chụp vào. Những sợi dây leo này giống như có tính truyền nhiễm, chỉ cần ai đụng vào, nhất định sẽ bị dính chặt, làm sao cũng không thoát được. Hạ Thiên liếc qua Ngô Chính Nghiệp nằm trên giường. Lúc này, hắn ta đã không còn hình dáng của người nhưng vẫn còn sống, tim vẫn còn đập mặc dù yếu ớt đến mức không còn nghe được.
Ta đã sớm nghe nói Hạ Thần Y có y thuật thông thần, có thể khởi tử hồi sinh. Ta khẩn cầu Hạ Thần Y mau ra tay cứu ta và con trai của ta. Ngô Hạng Đông quỳ xuống, khóc không ra nước mắt, chỉ cần có thể chữa khỏi cho con trai của ta, ta có thể dâng toàn bộ tài sản của Ngô gia cho Hạ Thần Y. Ta thu phí có tiêu chuẩn của ta. Hạ Thiên nhếch miệng, không phải ngươi trả tiền nhiều là ta nhất định sẽ chữa trị cho các ngươi. Ngô Hạng Đông vội vàng nói, tóm lại, hết thảy nghe theo Hạ Thần Y phân phó. Sư phụ, tình huống của bọn họ có phải phiền phức lắm hay không? Triệu Thanh Thanh lo lắng hỏi. Gương mặt Hạ Thiên vẫn vân đạm phong khinh, thản nhiên nói, bệnh của bọn họ chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, bị giống loài xâm lấn, muốn trị cũng không phức tạp. Vậy mời Hạ Thần Y mau mau ra tay, giúp cho ta và con trai của ta sớm một chút thoát ly khổ hải. Xin nhờ, Ngô Hạng Đông nghe xong, không khỏi dập đầu trước Hạ Thiên, ngươi chính là đại cứu tinh Ngô gia chúng ta, cha con chúng ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được. Không vội, để ta cứu tỉnh hắn ta trước, hỏi thăm cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Hạ Thiên khoát tay, giữ ngón tay lộ ra ngân châm, chậm rãi đâm vào cơ thể Ngô Chính Nghiệp. Đống dây leo kia giống như có sinh mệnh, dự cảm được nguy hiểm, lập tức di chuyển trên người Ngô Chính Nghiệp. À, bọn chúng đang di chuyển trên các huyệt vị của Ngô Chính Nghiệp. Triệu Thanh Thanh mở to mắt, có chút không dám tin nhìn tình huống trước mắt. Đúng là ngớ ngẩn, Hạ Thiên khinh thường bĩu môi, ta hạ châm đã sớm không cần nhìn huyệt vị. Ta nói chỗ nào là huyệt vị thì cái đó chính là huyệt vị. Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến đám dây leo màu xanh đang phản ứng quá kích, trực tiếp đâm châm vào ngực Ngô Chính Nghiệp. Đám dây leo màu xanh thấy chiêu này không có hiệu quả, bỗng nhiên tập trung lại toàn bộ cuốn lấy ngân châm của Hạ Thiên, thậm chí còn muốn đâm thủng cánh tay của hắn. Các ngươi nhất định muốn chết đúng không? Hạ Thiên khẽ thở dài, bỗng dưng vận băng hỏa linh khí trực tiếp thông qua ngân châm rót vào cơ thể Ngô Chính Nghiệp. Vù vù vù. Chỉ thấy đám dây leo màu xanh giống như gặp quỷ, kịch liệt vặn vẹo, liều mạng muốn thoát ra khỏi cơ thể Ngô Chính Nghiệp. Đáng tiếc đã muộn. Băng hỏa linh khí trong nháy mắt đông cứng đám dây leo màu xanh, đốt chúng thành cho tàn. Dễ quấn trên giường và chung quanh gian phòng nhanh chóng bị kiềm chế, chui thẳng vào lòng đất biến mất không thấy. Lâm viên vốn xanh tươi tốt lập tức mất đi phân nửa. Đám dây leo đang quấn trên người Ngô Hạng Đông cũng biến mất, rút vào trong đất. A, à, Ngô Chính Nghiệp kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Con trai, con tỉnh rồi sao? Ngô Hạng Đông mừng như điên, lập tức nhào lên giường, kích động kêu lên. Sau khi Ngô Chính Nghiệp mở mắt, câu đầu tiên là cha, nàng ấy đâu? Bốp! Ngô Hạng Đông nghe được lời của con trai, không màng đến cơ thể suy yếu, tiến lên tát cho Ngô Chính Nghiệp một bạt tai. Mắng to, ngươi còn nhớ con tiện nhân đó. Chính nó đã hại cha con chúng ta đến tình cảnh như thế này. Cha, không liên quan đến Tiểu Lục, là do con lựa chọn. Con nhất định phải tìm được nàng ấy, nếu không, nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngô Chính Nghiệp không thèm quan tâm hắn ta bị đánh, vén chăn lên muốn xuống giường. Kết quả, hắn ta không biết mình vừa mới tỉnh lại, hai chân mềm nhũn té lăn quay trên giường. Ngô Hạng Đông thấy con trai ngã sấp xuống, lại đau lòng tiến lên đỡ hắn ta dậy. Người mà các ngươi nói là ai? Triệu Thanh Thanh nhìn hai cha con Ngô Hạng Đông, không khỏi có chút khó hiểu. Hạ Thiên ngược lại đã hiểu chuyện gì xảy ra, ý vị thâm trường nhìn Ngô Chính Nghiệp, ngươi qua lại với nàng ta rồi sao? À, Hạ Tiên Sinh, tại sao ngươi lại ở đây? Lúc này, Ngô Chính Nghiệp mới phát hiện sự tồn tại của Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Gương mặt không khỏi mất tự nhiên. Ngươi trở thành bộ dạng quỷ quái như thế này, ngoại trừ mời Hạ Thần Y đến, ai còn có thể cứu được ngươi? Ngô Hạng Đông oán khí mắng, chuyện cho đến bây giờ, ngươi còn nhớ đến con tiện nhân kia, ngươi muốn tức chết ta sao? Cha hiểu lầm rồi. Ngô Chính Nghiệp thở dài thật sâu, bất lực giải thích, con biến thành bộ dạng như thế này hoàn toàn không liên quan đến Tiểu Lục, ngược lại. Nếu không có Tiểu Lục giúp đỡ con, đoán chừng Ngô gia chúng ta đã bị nhổ tận gốc rồi. Đánh giám, Ngô Hạng Đông giận tím mặt, quát lớn, nếu không phải ngươi khăng khăng muốn kết hôn với con tiện nhân kia, tại sao chúng ta lại rơi vào tình huống như thế này? Ngô gia chúng ta truyền thừa nhiều năm như vậy, từ lúc nào xảy ra chuyện mất mặt như thế? Đợi lát nữa các người mắng nhau cũng không vội,
người mau nói rõ chuyện gì xảy ra đi. Triệu Thanh Thanh nghe xong, giống như lọt vào trong sương mù, không khỏi hỏi, người mà các ngươi nói rốt cuộc là ai? Có ân oán gì với Ngô gia các ngươi? Ngô Chính Nghiệp nằm trên giường, thở hổn hển một hồi mới chậm rãi điều hòa lại, ánh mắt nhìn thẳng Hạ Thiên, việc này nói đến còn phải cảm ơn Hạ Tiên Sinh đã làm cầu kết nối, ta và Tiểu Lục mới có một đoạn tình duyên như vậy. Đừng lôi ta vào, Hạ Thiên nhếch miệng, ta cũng không rảnh rỗi làm mai cho các ngươi. Phát sinh bất cứ chuyện gì đều do các ngươi tự mình làm ra, đừng dây vào người của ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Thanh Thanh càng nghe càng hồ đồ. Hạ Thiên lười biếng nói, Thanh Thanh nha đầu, người đừng vội, cứ để hắn ta từ từ nói. Thật ra chuyện xảy ra vào hơn một tuần lễ trước, Ngô Chính Nghiệp dường như không có phản cảm quá lớn với hành động của Hạ Thiên, lúc này mới chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra, khi đó, ta ngồi du thuyền của nhà mình đến đảo Cuồng Hoan dự định tham gia tiệc mừng năm mới. Ban đầu mọi chuyện đều xuôi gió xuôi nước, cũng không gặp được chuyện gì ngoài ý muốn. Khi sắp đến đảo Cuồng Hoan, chúng ta gặp được Hạ Tiên Sinh, về sau biết được một đám người có lai lịch bí ẩn trên thuyền, trong đó có Tiểu Lục. Hạ Thiên khoát tay, ta và chuyện của các ngươi chẳng liên quan gì đến nhau, đừng nhắc đến ta. Thật ra việc này đúng là không có cách nào thoát khỏi liên quan đến Hạ Tiên Sinh. Ngô Chính Nghiệp cười khổ, nhưng lập tức bổ sung một câu, mặc dù Hạ Tiên Sinh cũng chỉ là vô tình, nhưng xác thực đã tạo thành chuyện của ta và Tiểu Lục về sau. Thật ra việc này cũng chẳng có gì phức tạp. Ban đầu, trên thuyền có một đám thế lực thần giáo, tổng cộng có 4 người, một thị nữ hai hộ pháp cùng nhau đưa thánh nữ đến đảo Cuồng Hoan, dường như muốn thông gia với bá tước Cuồng Hoan. Đương nhiên, vị thánh nữ kia không muốn, còn cùng tình lang của nàng bỏ trốn. Vừa lúc, khi bọn họ thương lượng bỏ trốn, Tô Bối Bối ở tiểu tiên giới được trận pháp thiên ngoại thiên ngẫu nhiên truyền tống đến du thuyền. Với tâm lý ra ngoài giúp người làm niềm vui, Tô Bối Bối đã giúp đỡ đôi tình nhân bỏ trốn, sau đó nàng đeo mặt nạ giả mạo thánh nữ. Ban đầu vẫn còn được tính là hoàn mỹ, nhưng sau khi gặp phải Hạ Thiên, Tô Bối Bối ngụy trang đã bị khám phá. Tiếp theo, thị nữ kia cùng với hai hộ pháp trưởng lão ra tay đánh nhau với Hạ Thiên. Hạ Thiên tiện tay xử lý hai hộ pháp, biến thị nữ của Hoa Thần giáo thành người bình thường. Lúc đó, Ngô Chính Nghiệp đã cầu Hạ Thiên giao thị nữ Hoa Thần giáo cho hắn ta. Hạ Thiên còn đang bận bơi lội với Tô Bối Bối, hoàn toàn không rảnh để phản ứng bọn họ. Sau khi Ngô Chính Nghiệp bắt được thị nữ Hoa Thần giáo, lại nói chuyện yêu đương với nàng, cũng không phải ép buộc mà là chính thức theo đuổi. Lúc đó, du thuyền đã đến đảo Cuồng Hoan, hắn ta cũng chẳng muốn xuống thuyền. Sau khi thả hết toàn bộ du khách xuống, hắn ta chuyển sang Hai Oai. Ở đó, hắn ta tiếp tục phát động thế công theo đuổi thị nữ. Cũng không biết Ngô Chính Nghiệp là cao thủ yêu đương hay là thị nữ Hoa Thần giáo chưa va chạm xã hội, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng ta đã để cho Ngô Chính Nghiệp đắc thủ. Thị nữ kia cũng ngả bài với Ngô Chính Nghiệp, nói nàng tên Hoa Ánh Lục, vốn là người Hoa Thần tộc. Bây giờ nàng ta đã biến thành người bình thường, cũng không muốn quay về Hoa Thần giáo nữa. Nếu Ngô Chính Nghiệp thật lòng yêu nàng, nhất định phải cưới hỏi nàng đàng hoàng. Ngô Chính Nghiệp không hề do dự, trong cùng ngày mang theo thị nữ kia từ Hawaii đi máy bay về Tân Cảng, sau đó ngả bài với cha của hắn ta là Ngô Hạng Đông, nói muốn cử hành hôn lễ ngay. Khi đó, Ngô Hạng Đông còn tưởng con trai mình làm lớn bụng con gái nhà người ta. Mặc dù ông cảm thấy rất bất ngờ, nhưng ông cũng cho rằng không thể ủy khuất con gái nhà người ta, vì thế ông đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Kết quả, trước đêm hôn lễ được tổ chức, có hai khách không mời mà đến. Hai người này mặc áo màu xanh lục, đầu đội nón lá vành trúc, nhìn không rõ gương mặt, vừa ra tay đã phế đi tất cả bảo tiêu Ngô gia, nói thẳng muốn dẫn Hoa Ánh Lục đi. Ngô Chính Nghiệp tất nhiên không chịu, kết quả bị Hoa Ánh Lục một trường đánh bại. Về sau, Hoa Ánh Lục nói một câu hữu duyên vô phận, còn cảnh cáo Ngô Chính Nghiệp tuyệt đối không được tìm nàng. Sau đó, nàng ta đi theo hai người khách đội nón lá vành trúc rời đi. Sau khi Ngô Chính Nghiệp thuật lại mọi chuyện, ánh mắt không khỏi hy vọng nhìn Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Dù sao Ngô Chính Nghiệp cũng không làm sai chuyện gì, nhưng hai người đội nón lá vành trúc không cần nghĩ cũng biết, nhất định là người của Hoa Thần giáo. Bọn họ mang Hoa Ánh Lục đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cũng không thể chỉ trích được.
Hạ tiên sinh, không biết người có thể, Ngô Chính Nghiệp do dự một lát, vẫn quyết định lên tiếng thỉnh cầu Hạ Thiên hỗ trợ. Hạ Thiên nhếch miệng, hờ hững nói, đây là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Không thể nào không liên quan đến Hạ tiên sinh, Ngô Chính Nghiệp không biết nghĩ đến chuyện gì, vội nói với Hạ Thiên, nếu Hoa Thần giáo đã xuất động nhân thủ, nhất định không thể bắt Tiểu Lục trở về không, mà vị thánh nữ bỏ trốn tất nhiên cũng phải bị bắt luôn. Hạ Thiên khó chịu nhìn Ngô Chính Nghiệp, ngươi muốn nói cái gì? Mặc dù có chút mạo phạm, nhưng nếu ta nhớ không lầm. Ngô Chính Nghiệp ngược lại bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, nói thẳng với Hạ Thiên, thánh nữ kia hình như là do Tô Bối Bối tiểu thư thả đi. Bọn họ tuyệt đối sẽ tìm đến Tô tiểu thư. Đến lúc đó, Hạ tiên sinh không có khả năng không quan tâm sao. Nếu bọn họ tìm bối nha đầu gây chuyện, nhất định không thể không quản rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chuyện của ngươi. Ai là nữ nhân của ngươi, ngươi muốn cứu nàng ta, ngươi phải tự mình nghĩ cách. Ngô Chính Nghiệp khổ não nói, thủ đoạn của những người kia thật sự quá lợi hại, vượt qua nhân loại, làm sao ta có thể đấu được. Tại sao lại phải đấu? Hạ Thiên cười nói, ngươi nên giống như ta, mọi chuyện đều phải nói đạo lý. Chỉ cần ngươi có đầy đủ lý, người khác nhất định sẽ bị đạo lý của ngươi thuyết phục. Ngô Chính Nghiệp nghe đến sửng sốt, không biết Hạ Thiên đang nói đùa hay là gì, nhưng vẫn chăn chú lắng nghe. Triệu Thanh Thanh lại biết phương thức nói đạo lý của Hạ Thiên là gì, không khỏi bật cười. Được rồi, ta cảm thấy trạng thái cơ thể của ngươi có chút thú vị, cho nên ta mới đến xem một chút. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hiện tại ta đã chữa khỏi cho ngươi, những chuyện khác chẳng liên quan gì đến ta. Ngô Chính Nghiệp xoay người xuống giường, quỳ xuống với Hạ Thiên, Hạ tiên sinh, ngươi không có ý định giúp ta sao? Giúp ngươi làm gì? Hạ Thiên khó chịu nói, giúp ngươi tìm vợ hay là giúp ngươi tìm nữ nhân? Đó là chuyện mà ngươi phải tự mình làm. Ngô Chính Nghiệp nhất thời nghẹn lời. Hạ Thiên nói tiếp, tuy nhiên, nếu như ngươi gặp lại hai người đội nón lá vành trúc, ngươi có thể cho ta biết. Được, vậy bây giờ ta cho người đi tìm tin tức hai người đội nón lá vành trúc. Ánh mắt Ngô Chính Nghiệp sáng lên, lập tức cam đoan, ta nhất định sẽ tìm ra được bọn họ. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến, gọi Triệu Thanh Thanh ra về. Hạ thần y, ta nên giao tiền khám bệnh cho ai? Ngô Hạng Đông đuổi theo, lớn tiếng hỏi. Đáng tiếc, Hạ Thiên đã cùng với Triệu Thanh Thanh phi thân rời đi, hoàn toàn không nghe được ông nói. Cùng lúc đó, tại một hội trường cỡ lớn ở Giang Hải, Tô Bối Bối đang tham gia một sự kiện cắt băng khánh thành, kết quả nhìn thấy ba khách không mời mà đến, một nữ hai nam, tất cả đều mặc áo xanh lục, đầu đội nón lá vành trúc màu xanh. Hai nam nhân vừa ra tay đã đánh mê những người trong hội trường. Các ngươi là ai? Tô Bối Bối cảnh giác nhìn ba người, cảm nhận được khí tức rất quen thuộc. Nữ nhân kia tháo mũ rộng vành xuống, lộ ra gương mặt, thản nhiên nói, Tô tiểu thư, ngươi hẳn còn nhớ ta là ai chứ? Là ngươi, Tô Bối Bối lập tức nhớ lại, nữ nhân này chính là thị nữ của Hoa Thần giáo. Nàng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Hoa Ánh Lục đáp, lúc trước, ngươi thay thế thánh nữ giáo ta, chắc cũng biết nàng ấy đi đâu. Chúng ta đang điều tra tung tích của nàng ấy, mong Tô tiểu thư phối hợp. Nếu ta không phối hợp thì sao? Tô Bối Bối hỏi ngược lại. Thật ra chúng ta không có ác ý với Tô tiểu thư. Thái độ của Hoa Ánh Lục đích thật rất khách sáo. Chủ yếu là vì chứng kiến thủ đoạn của Hạ Thiên, nàng ta thật không muốn dẫn tên đại ma đầu kia đến. Nàng tận lực tỏ ra bình thản, chúng ta chỉ muốn tìm thánh nữ, chỉ thế mà thôi. Tô Bối Bối lắc đầu, các ngươi tìm ta cũng vô dụng, ta làm sao biết nàng ấy đi đâu. Chúng ta tự có cách, Hoa Ánh Lục cũng không che giấu, nói thẳng, tuy nhiên, bởi vì ngươi là người tiếp xúc với nàng ấy cuối cùng, cho nên chúng ta cần sự phối hợp của ngươi. Mong Tô tiểu thư đừng từ chối. Tô Bối Bối cười lạnh, hỏi ngược lại, vậy ta càng muốn từ chối thì sao? Vậy chúng ta đành phải tìm cách khác. Hoa Ánh Lục đành phải lắc đầu, biểu hiện vô cùng tiếc nuối. Tô Bối Bối ngược lại không nghĩ đến đối phương nhanh như thế đã nhận sợ, có chút ngoài ý muốn hỏi, các ngươi từ bỏ sao? Chẳng lẽ các ngươi không có ý định sử dụng thủ đoạn cứng rắn? Như vậy là được rồi. Hoa Ánh Lục cười khổ một tiếng, ta đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Hạ Thiên, cũng không muốn mang về cho Hoa Thần giáo một đối thủ cường đại đến vậy.
trước kia ta cũng đã nói, thật ra chúng ta không có ác ý mà. Cái này mà không có ác ý, Tô Bối Bối hiển nhiên không tin, chỉ vào người nằm đầy đất. Hoa Ánh Lục giải thích, cũng không còn cách nào. Sự hiện hữu của chúng ta tạm thời không thể để cho người bình thường biết được. Bọn họ cũng chỉ bất tỉnh mà thôi, sau một tiếng sẽ tỉnh lại, không còn nhớ chuyện xảy ra, cũng không tạo thành bất cứ vấn đề gì cho cơ thể. Nếu đã không có ác ý, chúng ta tìm chỗ khác để thương lượng. Tô Bối Bối có chút hứng thú với Hoa Thần Giáo, chủ động đưa ra lời mời với Hoa Ánh Lục. Hoa Ánh Lục do dự một chút, sau đó nhìn thoáng qua hai người đội nón lá vành trúc đứng đằng sau. Được, một người râu bạc trắng lạnh nhạt đáp. Tô Bối Bối không muốn mang ba người có thân phận quỷ dị đi rêu rao khắp nơi. Nàng trực tiếp dẫn bọn họ đến tầng cao nhất cao ốc thần y. Khí tức nơi này thật phức tạp, Hoa Ánh Lục vừa mới tiến vào đã cau mày, giống như chiến trường thần ma, vô cùng hung lệ, nhưng lại bị một luồng khí tức cường đại khác trấn trụ. Tô Bối Bối nói, bởi vì thường xuyên có người đến nơi này gây chuyện. Tối hôm qua còn đánh rơi mấy tên ngu ngốc nữa. Nói như vậy, khí tức chấn áp hết thảy là của Hạ Thiên. Hoa Ánh Lục thở dài, hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc hắn là ai vậy? Ta thật sự nhìn không thấu. Nhìn không thấu là được rồi. Tô Bối Bối lười pha trà, đi thẳng đến tủ lạnh, sau đó quay đầu lại hỏi, các ngươi uống gì? Hoa Ánh Lục sửng sốt một chút rồi đáp, cho ta chai trà xanh là được. Hai người đội nón lá vành trúc kêu lên, Coca-Cola ướp lạnh. Bốp bốp bốp, Tô Bối Bối từ trong tủ lạnh lấy ra ba chai nước uống, cũng lười đưa đến, trực tiếp ném thẳng cho ba người. Ba người Hoa Ánh Lục nhẹ nhõm tiếp nhận, cũng không có cảm giác gì không ổn. Thật ra, ta cũng không biết quá nhiều về tiểu thư của các người. Tô Bối Bối cầm một chai sữa chua, quay lại ghế salon, trực tiếp thừa nhận, lúc đó, ta được truyền tống lên thuyền, vừa lúc nghe được nàng ấy đang thương lượng với một nam nhân kế hoạch bỏ trốn. Ta thấy bọn họ đáng thương quá, cho nên đã đồng ý giúp bọn họ. Hoa Ánh Lục hỏi, Tô tiểu thư có biết nam nhân bỏ trốn cùng tiểu thư chúng ta tên gì không? Bọn họ dự định đi đâu? Không biết, ta cũng không hỏi nhiều. Tô Bối Bối lắc đầu, nhưng nam nhân đó nhìn rất đẹp trai, còn lại thì ta không rõ, khả năng không giúp đỡ được các người. Tiểu thư của chúng ta là thánh nữ Hoa Thần Giáo. Cho dù nàng từ bỏ truyền thừa Hoa Thần Giáo, hồn ấn trong cơ thể nàng cũng vô pháp che giấu. Hoa Ánh Lục chân thành nói, chỉ cần Tô tiểu thư phối hợp một chút, để chúng ta dùng thần khí trong giáo rút từ trong trí nhớ và hồn phách của người ấn ký của nam nhân kia, chúng ta có thể điều tra được hành tung của bọn họ. Điều này ta không thể đồng ý được, Tô Bối Bối lắc đầu, cũng không phải vì nàng muốn bảo vệ vị tiểu thư kia. Dù sao bọn họ cũng chẳng quen biết, mà bởi vì nàng không có khả năng vì chuyện như thế này mà để cho người địch bạn không biết tiến vào trí nhớ và hồn phách của nàng. Hoa Ánh Lục cũng biết yêu cầu này hơi quá, nhưng nàng tạm thời không nghĩ ra được biện pháp nào khác, đành phải tiếp tục khuyên, Tô tiểu thư, ta biết yêu cầu này hơi có chút ép buộc, nhưng trên người tiểu thư chúng ta có thứ rất quan trọng. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ nguy hại đến hàng vạn tính mạng người vô tội. Thứ gì, Tô Bối Bối không nhịn được liền hỏi. Hoa Ánh Lục lắc đầu, điều này thứ cho ta không thể nói. Các ngươi không nói ra tin tức quan trọng, ta thật sự khó mà đồng ý. Tô Bối Bối lạnh nhạt từ chối. Hoa Ánh Lục hơi bất mãn hỏi ngược lại, vậy vì sao lúc đó ngươi lại dứt khoát đồng ý giúp bọn họ chứ? Lúc đó ta giúp bọn họ chỉ là nhất thời hứng khởi. Tô Bối Bối thuận miệng giải thích, hơn nữa cũng chẳng có điều gì quanh co cả, chỉ cần thay thế nàng ấy ngồi trong phòng là được, nào giống như các người bây giờ, nào là hồn phách nào là ký ức, nghe giống như muốn giải phẫu ta ra vậy. Nhân sinh có đôi khi là như thế, Hoa Ánh Lục dường như hơi có chút cảm khái, khi phạm sai lầm, chỉ là nhất thời sảng khoái mà thôi, nhưng muốn bù đắp lại muôn vàn khó khăn. Tô Bối Bối lại có suy nghĩ khác, mặc dù khi đó ta quả thật có chút qua loa, nhưng đúng hay sai còn chưa nhất định, các ngươi chưa chắc là người tốt lành gì. Thế giới này nào có người tốt người xấu rõ ràng chứ? Hoa Ánh Lục cười khổ, nếu Tô tiểu thư không muốn hỗ trợ, chúng ta cũng đành nghĩ cách khác mà thôi. Cách gì? Tô Bối Bối ăn xong sữa chua, có chút nhàm chán nói, không phải các ngươi muốn giở trò gì chứ? Hoa Ánh Lục lắc đầu, không. Chúng ta sẽ trực tiếp quay về Hoa Thần Giáo phục mệnh, để giáo chủ xuất mã.
giáo chủ của các ngươi rất lợi hại. Tô Bối Bối hỏi. Đây không phải vấn đề lợi hại hay không? Hoa Ánh Lục nặng nề nói, giáo chủ chúng ta không phải người. Nếu ông ấy hiện thế, đoán chừng người mặt đất các ngươi sẽ gặp nạn. Chết bao nhiêu người ta cũng không rõ. Tô Bối Bối nghe được một từ ngữ rất lạ, người mặt đất. Đúng, đây là xưng hô của Hoa Thần giáo chúng ta với các ngươi. Hoa Ánh Lục hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích, bởi vì Hoa Thần giáo chúng ta ở địa tâm, là người lòng đất. Chúng ta ẩn cư lâu dài trong lòng đất, trên thân sống nhờ khuẩn thể mà nhân loại các ngươi hoàn toàn không cách nào chống cự. Nội loại kia thôi, đoán chừng cũng đủ diệt 1/3 người mặt đất các ngươi. Tô Bối Bối có chút kỳ quái hỏi, tại sao trên người các ngươi lại không có? Bởi vì chúng ta đã qua kiểm dịch, Hoa Ánh Lục thản nhiên đáp, địa tâm tiếp xúc với mặt đất phải đi qua thẩm tra. Nhưng giáo chủ của chúng ta lại không chịu chế ước này. Ông ấy muốn ra ngoài, không ai có thể ngăn cản. Tô Bối Bối nói, cho nên, ý của ngươi là, tốt nhất ta nên phối hợp với các ngươi tìm ra tiểu thư của các ngươi, tránh cho giáo chủ của các ngươi tự mình rời núi. Đúng, ý của ta là như vậy. Hoa Ánh Lục trịnh trọng bái Tô Bối Bối một cái, một lần cuối cùng, ta khẩn cầu ngươi phối hợp với chúng ta. Không thể nào, ngươi đừng suy nghĩ nữa. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên, có chút khó chịu nói, giáo chủ của các ngươi muốn xuất sơn, vậy thì cứ để ông ta xuất sơn. Nếu ông ta dám làm loạn, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp xử lý ông ta. Hoa Ánh Lục giật nảy người. Đưa mắt nhìn Hạ Thiên, người quả nhiên đã đến. Ta vẫn luôn tận lực phòng ngừa gặp lại ngươi. Ta biết các ngươi nhất định sẽ tìm đến bối nha đầu. Giọng nói của Hạ Thiên vẫn khó chịu như cũ, các ngươi nên cảm thấy mình may mắn. Nếu các ngươi ra tay với bối nha đầu ngay từ đầu, bây giờ các ngươi đã thành người chết. Ta biết, Hoa Ánh Lục cười ảm đạm, ta đã sớm lĩnh giáo qua sự lợi hại của Hạ Tiên Sinh, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm lúc trước. Hạ Thiên nói, mục đích của các ngươi chính là muốn tìm ta, cần chi phải đi nhiều đường như thế. Ta sợ Hạ Tiên Sinh từ chối. Hoa Ánh Lục cũng không do dự, nói thẳng ra tính toán của mình, cho nên, ta muốn trước thuyết phục Tô Tiểu Thư, sau đó lại mời Hạ Tiên Sinh ra tay. Nói cả nửa ngày, thì ra ta chỉ là công cụ. Lần này đến phiên Tô Bối Bối khó chịu, chỉ vào Hoa Ánh Lục mà nói. Vậy vừa rồi ngươi nói muốn từ ký ức và linh hồn của ta tìm tin tức cũng là gạt người. Cũng không phải, Hoa Ánh Lục nói, sau đó lấy ra một hạt giống màu xanh to bằng hạt gạo, bên trên còn tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, đây là hoa hồn trùng, chỉ cần ngươi ăn vào, có thể trong nửa tiếng đưa đến hiệu quả ngược dòng hồn, lấy được một số tin tức ngắn trong ký ức của ngươi. Tô Bối Bối cau mày, nghe giống như một loại công nghệ cao nào đó. Đây là một trong 10 vạn loại hạt giống hoa thần tổ thụ chúng ta sinh ra. Hoa Ánh Lục hơi kiêu ngạo nói, đây chỉ là thứ cơ bản nhất mà thôi. Đáng tiếc có một số hạt giống không cách nào sống sót trên mặt đất, cho nên ta không có mang ra. Hạ Thiên hơi mất kiên nhẫn, chỉ cần tìm được tiểu thư của các ngươi sẽ quay lại lòng đất, đúng không? Đúng, Hoa Ánh Lục gật đầu, ban đầu, chúng ta lên mặt đất cũng chỉ là thông gia với vị bá tước cuồng hoan kia mà thôi. Sau đó thuận tay lấy lại một hạt giống mà ông ta đã trộm được từ hoa thần giáo năm đó. Chỉ sợ không phải hạt giống mà là mảnh vỡ ý chí trái đất. Hạ Thiên nhớ đến, sau khi xử lý bá tước cuồng hoan xong, từ trong cơ thể của ông ta phóng ra một thứ, đáng tiếc về sau đã bị cung chủ thiên cung lấy đi. Người biết được sự tồn tại của ý chí trái đất, Hoa Ánh Lục kinh hãi, lập tức hiểu ra, đây chẳng phải nói bá tước cuồng hoan chết rồi sao? Đúng. Chết rồi, đã bị ta xử lý rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc lấy lại mảnh vỡ ý chí trái đất. Nó đã bị cung chủ thiên cung lấy đi rồi. Hoa Ánh Lục sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Được rồi, trước không nói đến chuyện mảnh vỡ ý chí trái đất, việc cấp bách bây giờ là tìm về tiểu thư của chúng ta. Trên người nàng ấy có một món đồ rất nguy hiểm, dùng để thay thế cho mảnh vỡ ý chí trái đất cho bá tước cuồng hoan. Nếu bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được, nhất định phải nghĩ cách thu hồi. Tô Bối Bối lập tức hiểu ra, nói cách khác, thật ra tiểu thư các ngươi có trở về hay không, các ngươi cũng không quan tâm, nhưng đồ trên người nàng ấy, các ngươi nhất định phải thu hồi. Tốt nhất là mang cả người lẫn vật về luôn. Hoa Ánh Lục đáp, nếu người thật sự không thể mang về,
vậy thì cũng chỉ có thể mang vật trở về. Tô Bối Bối cau mày, vì sao? Bối nha đầu, nàng hơi bị ngốc rồi đấy. Hạ Thiên nói, bởi vì vật kia rời khỏi cơ thể tiểu thư bọn họ sẽ phải chết chứ sao? Tô Bối Bối im lặng. Cho nên, Hạ tiên sinh có đồng ý giúp chúng ta một tay hay không? Hoa Ánh Lục một lần nữa đưa ra khẩn cầu với Hạ Thiên, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể quay về phục mệnh rồi. Giúp các ngươi không phải là không thể, Hạ Thiên hờ hững nói, nhưng ta có một điều kiện. Hoa Ánh Lục lập tức nói, bất luận Hạ tiên sinh đưa ra thù lao bao nhiêu, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ta không cần thù lao, Hạ Thiên khoát tay, ta giúp ngươi tìm được người rồi, về sau giáo chủ của các ngươi cũng nên gặp ta một lần. Ngươi nói cái gì? Hoa Ánh Lục ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, Hạ tiên sinh, ngươi khẳng định sao? Nếu giáo chủ chúng ta hiện thế, chuyện đó đối với người mặt đất các ngươi mà nói tuyệt đối là một tai nạn. Có phải tai nạn hay không không phải do ngươi nói. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi chỉ cần nói ngươi có đồng ý hay không. Hoa Ánh Lục lắc đầu, cái này ta không thể nào đồng ý, nhất định phải xin chỉ thị của giáo chủ. Hạ Thiên thản nhiên nói, vậy thì bây giờ xin chỉ thị đi. Bây giờ, Hoa Ánh Lục ngẩn người ngay tại chỗ, bây giờ làm sao xin chỉ thị. Hạ Thiên cũng không nhìn nàng, chuyển lực chú ý của mình sang hai vị khách đội nón lá vành trúc, cho các ngươi 2 phút, đủ không? Hai người đội nón lá vành trúc nhìn Hạ Thiên, bỗng nhiên cả hai đều động, như hai luồng ánh sáng lao thẳng vào tim Hạ Thiên. Cái gì vậy? Tô Bối Bối giật mình, không nghĩ đến hai người này lại ra tay với Hạ Thiên. Trong lúc nàng đang định chế phục Hoa Ánh Lục, tránh cho nàng ta dở thủ đoạn, Hạ Thiên lại khoát tay với nàng, ra hiệu nàng đừng nhúc nhích. Hai luồng ánh sáng xanh đánh trúng lồng ngực Hạ Thiên, toàn bộ tầng cao nhất của cao ốc thần y trong nháy mắt chuyển sang màu xanh lục. Không ít người bên ngoài nhìn thấy được dị tượng, thậm chí còn có người truyền trực tiếp lên trên mạng. Nhưng mấy loại video này rất nhanh đã bị xóa, hơn nữa dữ liệu trên điện thoại của những người đó cũng bị xóa sạch theo. Hạ Thiên cũng không trốn tránh, mặc cho hai người hành động, thậm chí còn nở nụ cười giễu cợt, xong chưa? Tốt! Hai người đội nón lá vành trúc lập tức thu tay lại, tất cung tất kính bái Hạ Thiên một cái, sau đó lui về sau 2-3 bước. Tô Bối Bối kinh nghi nhìn Hạ Thiên, các ngươi đang làm cái gì vậy? Không làm gì cả, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bọn họ muốn kiểm tra xem ta có tư cách gặp giáo chủ của bọn họ hay không mà thôi. Tô Bối Bối hỏi tiếp, thế kết quả đánh giá như thế nào? Bối nha đầu, điều này nàng còn cần phải hỏi sao? Hạ Thiên nhếch miệng, có chút kiêu ngạo nói, nàng xem phản ứng của hai người bọn họ, chẳng lẽ còn không đoán ra được. Tô Bối Bối mở to mắt nhìn Hạ Thiên, cũng lười hỏi lại, chuyển sang nhìn hai người đội nón lá vành trúc, chỉ thấy hai người bỗng nhiên ngồi xổm xuống, sau đó hai tay đặt trên mặt đất. Không bao lâu sau, mặt đất tràn ra giống như nước hồ, bên trong xi măng cốt thép giống như có rong rêu. Tiếp theo, hai tay bọn họ biến thành rễ chậm rãi chui vào bên trong. Những chiếc rễ đó phát triển với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nửa phút chúng đã gần như thay thế toàn bộ cao ốc thần y. Đương nhiên, mục đích của hai người này không phải để đánh sập cao ốc thần y, mà là để cung cấp một môi trường an toàn cho giáo chủ bọn họ đến. Hạ Thiên vẫn không lên tiếng, mặc cho hai người bọn họ muốn làm gì thì làm. Ngươi gặp giáo chủ của bọn họ làm gì? Tô Bối Bối hợp thời xích lại gần Hạ Thiên, nhịn không được liền hỏi, muốn đánh nhau với người ta. Bối nha đầu, nàng nói sai rồi. Hạ Thiên mỉm cười nói, con người của ta từ trước đến giờ luôn lấy đức phục người, xưa nay không chủ động tìm người đánh nhau. Bạo lực là hành vi không tốt, tại sao nàng cứ nghĩ đến vấn đề đánh nhau như thế? Tô Bối Bối im lặng chỉ vào mặt Hạ Thiên, người như ngươi cũng nói được mấy lời này, người đúng là mặt cũng không cần. Mặt của ta đẹp như vậy, vì sao lại không cần? Hạ Thiên nói với Tô Bối Bối, tuy nhiên, ta thật không muốn đánh nhau. Ta chỉ muốn tìm giáo chủ của bọn họ tìm hiểu một số chuyện thôi. Không thể hỏi nàng ta sao? Tô Bối Bối chỉ Hoa Ánh Lục, nói không chừng nàng ta biết. Hạ Thiên lắc đầu, nàng ta chỉ là giáo chúng trong Hoa Thần giáo, đồ vật biết được nhất định có hạn. Nếu đã muốn hỏi, tại sao không hỏi người có khả năng biết được câu trả lời nhất? Đúng vậy, Tô Bối Bối hơi lo lắng nói, nhưng ta luôn có một loại dự cảm không ổn.
vị giáo chủ kia nhất định không phải là người dễ đối phó. Khó đối phó, vậy thì không hợp nhau. Hạ Thiên một chút cũng không để trong lòng, ta chỉ hỏi hắn ta mấy vấn đề mà thôi. Ta cũng không phải cuồng ma bạo lực, lúc nào cũng bắt lấy người mà đánh một trận. Tô Bối Bối mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi còn không phải sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Hạ Thiên không khỏi giơ nắm đấm, ta là người lấy lý phục người. Lúc này, hai người đội nón lá vành trúc bỗng nhiên thu tay, chậm rãi đứng lên, sau đó lui về phía sau 3 mét, nói với Hạ Thiên, được rồi. Hoa Ánh Lục do dự một chút cũng đứng lên, thối lui hơn 3 mét. Ta có cần lui về phía sau không? Tô Bối Bối thấy thế, liền hỏi Hoa Ánh Lục. Hạ Thiên đưa tay ôm lấy nàng, không cần đâu. Không bao lâu sau, một luồng khí tức xa xăm tươi mát không biết từ nơi nào xông ra. Trong nháy mắt tràn ngập cả tòa cao ốc thần y. Người nào ngửi được mùi khí tức này cũng đều cảm nhận tâm hồn thanh thản, có ảo giác giống như đang phiêu bạt trên đồng cỏ. Tiếp theo, khắp tòa cao ốc thần y đều nở hoa. Cao ốc đúc từ xi măng cốt thép, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một màu xanh biếc rạt rào đã tràn ngập, mùi hoa thơm nức cả mũi. Được rồi, mau ra đây đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Hạ Thiên mất kiên nhẫn, nhìn bồn hoa chất đống trước mặt hắn, bất mãn nói. Bồn hoa cao nửa thước bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh, là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt tuấn dật, khí độ bất phàm. Chính là ngươi muốn gặp bổn quân. Nam tử tuấn dật mở mắt, lộ ra ánh mắt màu xanh lục, lạnh nhạt hỏi. Hạ Thiên móc móc lỗ tai, đúng, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Thị vệ của ta báo cáo lại, ngươi có cách tìm được con gái của ta. Nam tử tuấn dật không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, đúng là người không dễ đối phó. Chuyện này đơn giản thôi, ta có thể tìm được nàng ta bất cứ lúc nào. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nheo mắt nhìn đối phương, nhưng sau khi tìm được người, người định làm gì? Nam tử tuấn giật cười nhạt, tất nhiên là mang nó về Hoa Đạo Đình. Nếu nàng ta không muốn trở về thì sao? Hạ Thiên lại hỏi. Điều này dường như không có liên quan đến ngươi thì phải. Nam tử tuấn giật cau mày, ngươi gọi bổn quân lên chỉ để hỏi mấy vấn đề này thôi sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Hạ Thiên mỉm cười, vừa rồi ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, tiếp theo mới là trọng điểm. Nam tử tuấn giật cũng không tùy ý để Hạ Thiên nói như thế nào thì nói, trước khi ngươi tìm được con gái của ta, bổn quân chỉ trả lời ngươi một vấn đề, ngươi nên thận trọng. Cũng được, dù sao ta cũng không có câu hỏi nào khác cho ngươi. Hạ Thiên hờ hững gật đầu, sau đó hỏi, trong cơ thể của ngươi có phải cũng có mảnh vỡ ý chí trái đất? Nam tử tuấn giật yên tĩnh nhìn Hạ Thiên, mấy giây sau mới lên tiếng, ngươi cũng biết sự tồn tại của ý chí trái đất, xem ra tu vi của ngươi không thấp, nhưng tại sao bổn quân không nhìn thấy khí tức ba động trên người ngươi? Tu vi cũng không phải sóng nước, ba động cái gì chứ? Hạ Thiên khinh thường nói, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Vậy bổn quân thành thật nói cho ngươi biết, nam tử tuấn giật cũng không tức giận với thái độ của Hạ Thiên, ngược lại còn cười nói, không sai. Bên trong cơ thể của bổn quân có mảnh vỡ ý chí trái đất như ngươi đã nói, nhưng đối với hoa thần giáo chúng ta, thứ này còn có một tên gọi khác, chính là hoa tổ thần hạch. Hạ Thiên gật đầu, thế mảnh vỡ trong cơ thể bá tước cuồng hoan có liên quan gì đến ngươi không? Đây là vấn đề thứ hai. Nam tử tuấn giật khoát tay, chờ ngươi tìm được con gái của ta, ta sẽ trả lời. Bổn quân cho ngươi 3 ngày. Không cần 3 ngày, đến tối là có thể tìm được. Hạ Thiên thuận miệng đáp. Vậy ta chờ tin tức của ngươi. Nói xong, nam tử tuấn giật xoay người, trực tiếp biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, bồn hoa trong phòng, hoa cỏ bên ngoài cao ốc cũng biến mất theo, giống như bọn chúng chưa từng tồn tại qua. Giáo chủ hoa thần giáo đến khí thế 10 phần, khi đi lại càng gọn gàng linh hoạt, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Tuy nhiên, Hạ Thiên đã biết được tin tức mà hắn muốn biết. Cũng chẳng thèm quan tâm người này tới lui. Hạ tiên sinh, người thật sự có thể tìm được tiểu thư của chúng ta sao? Hoa Ánh Lục có chút lo lắng nói, giáo chủ của chúng ta hỉ nộ vô thường. Nếu ngươi không thể tìm được tung tích của tiểu thư chúng ta, chỉ sợ 3 ngày sau, lửa giận của ngài ấy sẽ phát tiết. Đến lúc đó, người mặt đất các người sẽ nghênh đón một trận tai nạn. Hạ Thiên không thèm để ý lời Hoa Ánh Lục nói, tìm người thôi mà, chẳng có gì khó khăn.
chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hoa Ánh Lục cảm thấy thái độ của Hạ Thiên có chút qua loa, vội vàng nói, trên cơ thể tiểu thư chúng ta có một bảo bối của Hoa Thần Giáo, có thể che giấu khí tức của nàng ấy. Nếu nàng ấy quyết tâm muốn giấu đi, ngay cả giáo chủ của chúng ta cũng khó mà tìm ra. Tổ bối bối có chút không hiểu, nếu tiểu thư các ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao lại còn đồng ý gả cho bá tước Cuồng Hoan? Chuyện này là chuyện riêng của Hoa Thần Giáo chúng ta, thật sự không tiện nói ra ngoài. Hoa Ánh Lục do dự một chút, cuối cùng lắc đầu từ chối. Các ngươi cái gì cũng không nói, làm sao chúng ta tìm được tiểu thư cho các ngươi? Tổ bối bối bất mãn nói, ta còn nhớ rõ hình dáng của nàng ấy như thế nào, có cần ta tìm người họa một bức tranh không? Hoa Ánh Lục nói, thay đổi dung mạo đối với hoa thần tộc chúng ta mà nói là một chuyện vô cùng đơn giản. Vậy các ngươi chẳng có một chút tin tức hữu dụng nào? Tổ bối bối bó tay. Hoa Ánh Lục suy nghĩ một chút rồi đáp, người của hoa thần tộc chúng ta nhất định phải sinh tồn ở nơi hoa cỏ phồn thịnh, linh khí dư thừa. Bằng không, cơ thể sẽ bị khô héo. Hoa cỏ phồn thịnh, cái này quá sơ sài rồi. Tổ bối bối nhếch miệng, có chút khinh thường nói, trên trái đất, nơi phù hợp với điều kiện này nhiều vô số kể. Tuy nhiên, linh khí dồi dào ngược lại dễ tìm, nhưng chúng ta cũng không biết chỗ nào được gọi là linh khí dồi dào nữa. Hoa Ánh Lục thở dài, cho nên ta mới nói chuyện không đơn giản, chỉ là không nghĩ đến Hạ Tiên Sinh lại đồng ý một cách dứt khoát như thế, còn nói tối nay sẽ tìm được, thật sự là. Này, rốt cuộc ngươi có cách hay không vậy? Tổ bối bối đưa mắt nhìn Hạ Thiên, phát hiện hắn giống như đang ngẩn ra, không khỏi đá hắn một cái. Hạ Thiên mở mắt, đã tìm được người. Tìm được, Hoa Ánh Lục kinh ngạc, có chút không dám tin, Hạ Tiên Sinh, ngươi nói. Người tìm được tiểu thư nhà chúng ta. Nói nhảm, còn không phải sao? Hạ Thiên hờ hững đáp. Hoa Ánh Lục vội vàng hỏi, tiểu thư nhà ta đang ở đâu vậy? Hạ Thiên mỉm cười đáp, đang ở trước mắt. Hạ Tiên Sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Biểu hiện của Hoa Ánh Lục bỗng nhiên có chút khẩn trương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Ý của ta còn không phải rất rõ ràng sao? Hạ Thiên thản nhiên nói, ngươi chính là vị tiểu thư đó. Tổ bối bối không khỏi ngẩn người, lập tức nhìn chằm chằm Hoa Ánh Lục, nhớ lại hình dáng của vị tiểu thư mà nàng nhìn thấy trước đó, mục đích so sánh hai người với nhau. Hai người đội nón lá vành chút kịp phản ứng, bỗng nhiên bao vây Hoa Ánh Lục lại, đưa hai tay đã biến thành dây leo, dường như muốn trói nàng lại. Tạm thời không có chuyện của các ngươi, Hạ Thiên tiện tay bắn ra hai ngân châm. Cố định hai người đội nón lá vành chúc lại một chỗ, các ngươi đứng sang bên cạnh cho ta. Hai người kia lập tức bị định trụ, giống như hai pho tượng. Hạ Tiên Sinh, trò đùa này tuyệt không buồn cười. Hoa Ánh Lục mặt không thay đổi, phương thức xử lý của ngươi không gạt được giáo chủ đâu. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị lửa giận của ông ấy phản phệ, chỉ sợ ngươi hối tiếc cũng không kịp. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Biểu hiện tùy ý, ta cũng không rảnh lãng phí nước bọt với ngươi. Ta nói chính là ngươi thì chính là ngươi, ngươi giải thích cũng vô dụng với ta thôi, hiểu chưa? Hoa Ánh Lục một lần nữa sửng sốt, lập tức hiểu được ý của Hạ Thiên, vì thế nàng từ bỏ giải thích, chỉ hỏi một câu, người khác không phát hiện được, tại sao ngươi lại nhìn ra? Câu hỏi này chẳng chút ý nghĩa gì. Hạ Thiên đáp, được, vậy ngươi định xử lý ta như thế nào? Hoa Ánh Lục đã mặc cho người ta xử lý, giao ta ra, sau đó lấy lòng phụ thân ta. Hạ Thiên nhếch miệng, tại sao ta lại phải lấy lòng một tên ngớ ngẩn màu xanh lẻ như thế? Sao? Hoa Ánh Lục sửng sốt một hồi, có chút do dự hỏi, người không có ý định giao ta ra. Ta cũng chẳng đáp ứng hắn ta bất cứ chuyện gì, chỉ nói là trước buổi tối nhất định sẽ tìm được ngươi. Hạ Thiên tùy ý nói, bây giờ đã tìm được. Vậy thì không còn chuyện gì của hắn ta nữa. Hoa Ánh Lục cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, nghi hoặc hỏi, đã như vậy, vì sao ngươi còn vạch trần thân phận của ta? Điều này dường như cũng chẳng có bất kỳ chỗ tốt nào đối với ngươi. Tại sao lại phải có chỗ tốt chứ? Hạ Thiên lười biếng trả lời, ta chỉ không thích người khác ngụy trang trước mặt ta, cũng không thích bối nha đầu bị ngươi lừa gạt. Tổ bối bối im lặng, có chút cảm động nhìn Hạ Thiên. Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hoa Ánh Lục khó hiểu hỏi, hoàn toàn không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Ta chẳng muốn làm cái gì cả. Hạ Thiên nhếch miệng, cái mà ta cần biết cũng đã biết,
người muốn làm gì thì làm đi, đừng phiền đến ta là được. Hoa Ánh Lục do dự hỏi, ý của ngươi là ta có thể đi rồi. Thế nào, ngươi còn muốn ở lại qua đêm? Hạ Thiên khó chịu hỏi ngược một câu. Cái này, Hoa Ánh Lục hoàn toàn không biết nên đánh giá Hạ Thiên như thế nào. Nàng quay sang hỏi Tô Bối Bối, hắn làm việc quá tùy tâm sở dục, làm người làm việc đều không nói logic như vậy sao? Hắn chính là người như vậy, nhưng nếu hắn nói hắn không làm gì ngươi, chắc hắn sẽ không làm. Tô Bối Bối khá quen thuộc với điều này. Có đôi khi Hạ Thiên sẽ làm những chuyện hoàn toàn tùy tính, cái gì logic, cái gì tiền căn hậu quả, cái gì. Tất cả đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Hắn chỉ nhất thời hứng khởi mà làm, hứng tận thì mặc kệ, chỉ thế mà thôi. Bây giờ ta có thể đi rồi sao? Hoa Ánh Lục nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Thiên. Lúc này, Hạ Thiên đã nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi, đương nhiên là gối lên chân Tô Bối Bối. Ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Tô Bối Bối chỉ vào hai người đội nón lá vành trúc, tuy nhiên, thân phận của ngươi đã bại lộ, ngươi có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hai người này và cha ngươi hay không? Hoa Ánh Lục suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, đoán chừng hơi khó. Vốn ta muốn lợi dụng nguyên lý dưới đĩa đèn thì tối, tránh bọn họ điều tra. Chờ bọn họ trở về, ta sẽ để cho Tiểu Lục đi theo bọn họ. Thị nữ kia của ngươi không sao chứ? Tô Bối Bối hỏi. Nàng ấy đương nhiên không có việc gì. Hoa Ánh Lục cười khổ, bất đắc dĩ nói, thật ra, nàng ấy còn nhận được một tình cảm không tệ, chỉ là ta hay là nàng ấy, Hoa Thần Giáo không cho phép chúng ta có tình cảm đó. Xem ra, cố sự Ngưu Lang chức nữ ở niên đại nào, tộc đàn nào cũng phát sinh cả. Tô Bối Bối có chút cảm khái, đột nhiên hỏi, vị tình lang kia của ngươi đâu? Chết rồi, mặt Hoa Ánh Lục không thay đổi, là do ta giết. Tô Bối Bối ngẩn ra, người đây là. Ta vốn cho rằng hắn ta là một người đáng để phó thác, nghĩ không ra lại là một kẻ gan to bằng trời, khi cần gánh trách nhiệm thì nhát như chuột. Biểu hiện của Hoa Ánh Lục vô cùng lãnh đạm, ngày bỏ trốn thứ hai, hắn ta muốn trộm đồ của ta, còn thừa dịp ta ngủ say ném ta vào trong biển. Tô Bối Bối gật đầu, đúng là đáng chết. Nàng lại hỏi một câu, tiếp theo, người định làm như thế nào? Không biết. Hoa Ánh Lục lắc đầu, nếu đã trốn không thoát, vậy ta cũng chỉ có thể quay về chịu phạt. Tô Bối Bối hỏi, ngươi sẽ chết sao? Đương nhiên là không rồi. Hoa Ánh Lục mỉm cười, nói thế nào ta cũng là thánh nữ Hoa Thần Giáo, ngay cả phụ thân ta cũng không có tư cách xử tử ta. Tuy nhiên, ta sẽ bị nhốt vĩnh viễn, sau đó cả đời thanh thản làm thánh nữ đến già. Thị nữ kia của ngươi sẽ chết sao? Tô Bối Bối lại hỏi. Hoa Ánh Lục có chút đồng tình, nàng ấy đương nhiên phải chết rồi. Đầu tiên, nàng ấy để thánh nữ là ta trốn đi, về sau mất đi cơ thể hoa thần, tiếp theo còn dám nói chuyện yêu đương với người mặt đất, thậm chí kết hôn. Mỗi một chuyện đều là tội chết, ai cũng không cứu được nàng ấy. Đã như vậy, ngươi giao nàng ấy cho ta đi. Tô Bối Bối không khỏi có chút thương hại, bởi vì vị thị nữ kia cũng vì nàng mới gặp những chuyện như thế, chỉ cần nàng ấy ở đây. Phụ thân ngươi sẽ không bắt được nàng ấy đâu. Cũng tốt, Hoa Ánh Lục không hề do dự, đưa một hạt giống màu xanh cho Tô Bối Bối. Tô Bối Bối ngẩn người, đây là cái gì? Là hạt giống tù giới. Hoa Ánh Lục mỉm cười giải thích, ngươi tìm một ít bùn đất sạch sẽ rồi trồng nó xuống, mỗi ngày tưới chút nước, 7 ngày sau nàng ấy sẽ ra ngoài. Tô Bối Bối nghe xong, không khỏi có cảm giác được đại khai nhãn giới, trên thế giới còn có loại hạt giống này sao? Đây là hạt giống khá bình thường của Hoa Thần Giáo chúng ta. Hoa Ánh Lục mỉm cười, tiện tay đưa cho Tô Bối Bối một số hạt giống khô quắt, ta cho ngươi một số hạt giống này, về phần công dụng của nó, ngươi cứ từ từ mà thử, chỉ là một số đồ chơi mà thôi. Tô Bối Bối hỏi, quan trọng là dùng như thế nào? Ngươi cầm nó, rót vào một ít linh khí, sau đó ném ra. Hoa Ánh Lục cầm một hạt giống khô quắt, rót vào một chút linh khí, sau đó ném ra ngoài. Bành! Một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện, trong phòng đột nhiên có thêm một hoa phòng không lớn. Hoa phòng này có thể chứa được một hai người ở, bên trong còn có giường ngủ và cửa sổ. Thứ này giống như thần khí cần thiết cho việc cắm trại bên ngoài. Tô Bối Bối mỉm cười nhận lấy những hạt giống, cảm ơn, những vật nhỏ này thật thú vị. Không cần khách sáo, Hoa Ánh Lục phủi tay,
sau đó chỉ vào hai người đội nón lá vành trúc, Hạ tiên sinh, phiền ngươi khôi phục lại bình thường cho bọn họ. Ta dự định quay về cùng với bọn họ. Hạ Thiên lười biếng trả lời, bọn họ đã sớm không sao rồi. Cái gì? Hoa Ánh Lục sửng sốt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai người đội nón lá vành trúc cung kính đứng ở đó, hành động không giống như bị hạn chế. Cung thỉnh thánh nữ theo chúng ta về tổ đình. Hai người đội nón lá vành trúc quỳ một gối trước Hoa Ánh Lục. Trước mặt hai người lập tức xuất hiện một bồn hoa cao nửa thước. Hoa Ánh Lục cũng lười dây dưa. Nàng nói với Hạ Thiên, Hạ tiên sinh, người đúng là một kỳ nhân, hy vọng chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại. Đoán chừng sẽ không đâu, Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Không, ta ngược lại cảm thấy chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hoa Ánh Lục mỉm cười, chậm rãi bước vào bồn hoa, người không hiểu phụ thân của ta đâu. Ông ấy cũng là một người tùy tâm sở dục. Nếu ngươi đã khiến cho ông ấy cảm thấy hứng thú, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có thể nói như vậy, một khắc ông ấy nhìn thấy ngươi, giá trị của ngươi đối với ông ấy đã vượt xa ta. Hạ Thiên hoàn toàn không thích mấy lời nói như thế này, ngươi bảo cha ngươi lên đây để ta đánh một trận, hoặc có một ngày ta xuống dưới xử lý hắn ta. Bằng không, ta và tên ngu ngốc đó sẽ chẳng còn lý do gì để gặp nhau. Nếu là như vậy, ta hy vọng sẽ là cái sau. Hoa Ánh Lục mỉm cười càng rạng rỡ hơn, bổ sung thêm một câu, hơn nữa, ta hy vọng ngày đó có thể đến sớm một chút. Nói xong, nàng đã đứng bên trong bồn hoa, trong chớp mắt, người đã biến thành một đóa hoa, rồi lại biến mất không thấy đâu. Hai người đội nón lá vành trúc đứng lên, rút ra một lệnh bài từ trong ngực đưa cho Hạ Thiên, giáo chủ bảo chúng ta đưa cho ngươi. Thứ đồ chơi gì vậy? Tô Bối Bối hỏi. Lệnh bài tiến vào lòng đất. Người đội nón vành trúc đáp. Hạ Thiên nhếch miệng, ta đến đâu cũng chẳng cần thứ này. Huống chi ta cũng chẳng muốn đến cái nơi rách nát đó của các ngươi đâu. Hai người đội nón vành trúc cũng không nói thêm gì nữa, thu hồi lệnh bài, sau đó biến thành hai luồng ánh sáng xanh biến mất theo. Chấm. Thánh Lạc Thành, Trường Sinh Thánh Điện. Chiêm Mộ Tư vẫn cung kính quỳ gối dưới hiên. Trên đài cao, một giọng nói thô lỗ giận dữ hét lên. Ngươi còn mặt mũi nào mà quay về phục mệnh? Thất Thánh Đồ đã chết, Bá Tước Cuồng Hoan cũng chết, mảnh vỡ cũng bị mất, vì sao ngươi còn không tự sát để tả tội? Những thứ đó chỉ là việc nhỏ, mặt Chiêm Mộ Tư vẫn không thay đổi, ta đã thu được tín nhiệm của Hạ Thiên. Qua một thời gian nữa, ta nhất định có thể thu hoạch được cơ mật hạch tâm của bọn họ. Đến lúc đó, tác dụng của ta sẽ lớn hơn. Giọng nói kia hừ lạnh, tên tiểu tử Hạ Thiên. Ngoại trừ nữ nhân của hắn, hắn ai cũng không tin. Ngươi muốn lấy được hạch tâm của hắn, trừ phi ngươi chuyển giới. Không, Chiêm Mộ Tư thản nhiên phản bác, đây chính là sự hiểu lầm của tổ chức đối với Hạ Thiên. Thật ra, số lượng nam nhân mà Hạ Thiên tin tưởng cũng không ít. Chỉ cần ngươi đừng có địch ý với hắn, còn thành tâm trợ giúp nữ nhân của hắn, ngươi có thể thu được sự tin tưởng của hắn. Giọng nói kia vẫn không hề có chút tình cảm nào, được. Tổ chức sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Tuy nhiên, ngươi chỉ có 3 tháng, bởi vì bên phía thiên cung đã có động tác lớn. Rõ. 3 tháng. Gương mặt Hạ Thiên lộ ra sự ngoan vị, lập tức khinh thường nói, ta chỉ cần 3 giờ là có thể xử lý hoàn toàn đám ngớ ngẩn này. Đương nhiên, ngươi có năng lực này. Sau khi rời khỏi Trường Sinh Thánh Điện, Chiêm Mộ Tư trực tiếp ngồi chuyên cơ đến Cao Ốc Thần Y ở Giang Hải. Thuật lại mọi chuyện cho Hạ Thiên nghe, ngươi có cần ta làm cái gì không? Chính là đám ngớ ngẩn này đã hại vợ y y sao? Hạ Thiên hỏi. Chiêm Mộ Tư gật đầu, bổ sung thêm một câu, thật ra, đám người gây chuyện với ngươi ở Nam Cương, Trường Sinh Thánh Điện cũng có phần, chỉ là đứng đằng sau lưng mà thôi. Ngươi không phải thuộc tổ chức đó sao? Hạ Thiên nhìn Chiêm Mộ Tư, hỏi một câu, ngươi đến chỗ của ta mật báo, ngươi không sợ bị bọn họ phát hiện. Phát hiện cũng chẳng sao. Chiêm Mộ Tư một chút cũng không che giấu suy nghĩ trong lòng mình, ta đã cân nhắc qua lợi và hại, đám lão gia hỏa ngạo mạn bên trong Trường Sinh Thánh Điện tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ngươi. Cho nên, ta chỉ là sớm chọn đội mà đứng. Người Trung Quốc các ngươi không phải có một câu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt sao? Tô Bối Bối nhịn không được bật cười, ngươi dùng từ đúng là không tệ, ngươi chuẩn bị thi nghiên cứu sinh tiếng Trung à? Tô Tiểu Thư nói đùa, Chiêm Mộ Tư mỉm cười, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Hạ Thiên hỏi tiếp,
đám cao tầng dở hơi của các ngươi không có chuyện gì làm sao, tại sao cứ nhất định phải đến kiếm chuyện với ta thế? Tâm niệm của đám người kia chỉ có trường sinh bất tử mà thôi. Chiêm Mộ Tư đáp, không chỉ ngươi, bất cứ người và sự vật trên trái đất có liên quan đến điều đó, bọn họ sẽ không buông tha. Căn cứ vào điều tra của bọn họ, Hạ tiên sinh dường như có kỹ thuật có thể khiến người ta trường sinh bất tử, cho nên bọn họ mới chú ý như thế. Đã chú ý, vậy tại sao bọn họ lại không trực tiếp đến hỏi? Tô Bối Bối có chút không hiểu, nói không chừng Hạ Thiên còn cao hứng giúp bọn họ nữa thì sao? Ha ha, điều này không thể nào. Chiêm Mộ Tư có chút cảm khái, bọn họ không tin đồ người khác cho, chỉ tin vào đồ mà mình hao tâm tổn cơ có được. Tô Bối Bối cau mày, người nói vậy là có ý gì? Hạ Thiên mỉm cười nói, có nghĩa là đám lão gia hỏa đó quá bẩn, cho nên bọn họ mới không tin bất cứ kẻ nào sạch sẽ. Không sai. Chiêm Mộ Tư một lần nữa gật đầu, bọn họ chỉ tin vào đồ mà mình giành được, cho nên, một khi bọn họ coi trọng cái gì, bọn họ sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ tiến hành cưỡng đoạt. Nhiều năm như vậy, bọn họ đều làm như thế. Tô Bối Bối chỉ có thể nói một câu cảm khái, vậy bọn họ thật sự đáng buồn. Có buồn hay không thì không nói. Chiêm Mộ Tư có chút lo lắng, nhưng bọn họ chính là con quái vật khổng lồ vắt ngang đỉnh đầu tu tiên giả trên toàn thế giới. Mấy trăm năm qua, bọn họ đã loại bỏ không biết bao nhiêu thiên tài, về sau còn không biết sẽ hủy đi bao nhiêu người nữa. Linh khí trái đất vốn mong manh, lại còn có một tổ chức minh ngoan bất linh như thế, thật có chút đáng tiếc. Tô Bối Bối hơi khó chịu trừng mắt nhìn Chiêm Mộ Tư, người nói như vậy chính là muốn giật dây Hạ Thiên đi đối phó tổ chức này sao? Cũng không phải giật dây mà là Hạ Tiên sinh cùng với Trường Sinh Thánh Điện sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Hơn nữa rất có thể trong vòng 3 tháng nữa. Chiêm Mộ Tư đích thật không che giấu suy nghĩ của mình, bởi vì 3 tháng sau, cung chủ Thiên Cung có thể sẽ mở ra bí cảnh. Đám lão gia hỏa Trường Sinh Thánh Điện cũng không hy vọng đến lúc đó có người đoạt danh ngạch và linh khí của bọn họ. Sau 3 tháng, Hạ Thiên sửng sốt, bí cảnh Thiên Cung sắp mở ra sao? Tại sao ta lại không biết tin tức này? Chiêm Mộ Tư giải thích, bây giờ nó cũng chỉ là tin tức nội bộ của Thiên Cung. Vẫn chưa công bố ra ngoài. Tại sao các ngươi lại biết? Tô Bối Bối hỏi. Bởi vì Trường Sinh Thánh Điện có nội ứng ở Thiên Cung. Chiêm Mộ Tư thành thật đáp. Ngươi ngược lại cái gì cũng không giấu giếm. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, được rồi, ngươi có thể đi. Chiêm Mộ Tư nghe xong, có chút ngoài ý muốn, Hạ Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi không muốn biết cơ cấu nội bộ của Trường Sinh Thánh Điện sao? Với xu thế trước mắt, mâu thuẫn giữa đám lão gia hỏa kia và ngươi trên cơ bản đã không thể điều hòa. Trong thời gian 3 tháng, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với nữ nhân của ngươi. Nếu ngươi không kịp chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ ngươi sẽ rơi vào phiền toái. Ta không cần biết, Hạ Thiên khoát tay, bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ chết. Nếu có một ngày Hạ Tiên sinh thanh trừ bọn họ, xin vui lòng mang ta theo. Chiêm Mộ Tư hơi khom người với Hạ Thiên. Ta rất vui lòng làm người dẫn đường. Lúc này, điện thoại di động của Hạ Thiên bỗng nhận được một tin tức. Hắn cúi đầu nhìn, sau đó nói, không cần có một ngày, bây giờ luôn. Sao, Chiêm Mộ Tư không khỏi ngẩn người. Không đợi hắn ta kịp phản ứng, cổ đã bị siết chặt, cả người bay lên không, bay ra khỏi tầng cao nhất của cao ốc thần y. Thánh Lạc Thành. Hạ Thiên đặt chân lên tầng cao nhất của một cao ốc, lười biếng quan sát xung quanh. Quẹ, Chiêm Mộ Tư quỳ rạp xuống đất, không ngừng nôn khan. Với chút tốc độ đó ngươi cũng không chịu được, tu vi của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Hạ Thiên quay sang nhìn Chiêm Mộ Tư một chút, khinh thường nói. Giang Hải cách nơi này 1 vạn cây số, Chiêm Mộ Tư phải uống mấy viên thuốc mới tỉnh hồn lại, vô lực dựa vào lan can, ta không có cơ thể kinh người giống như ngươi. Có thể chịu được tốc độ như thế mà không bị sụp đổ, ta cũng đã không tệ rồi. Ngươi đừng nói nhảm nữa, nói thẳng đi, hang ổ Trường Sinh Thánh Điện các ngươi ở đâu? Hạ Thiên nhếch miệng hỏi. Gương mặt Chiêm Mộ Tư hiện lên sự kinh ngạc, ngươi dự định tiêu diệt Trường Sinh Thánh Điện vào hôm nay luôn sao? Bọn họ không phải người dễ đối phó, chúng ta có nên lên kế hoạch trước hay không? Thế nào, xử lý một đám ngu ngốc còn cần chọn thời gian? Hạ Thiên nói, nếu ngươi sợ, ngươi ở bên cạnh chỉ đường cho ta là được rồi. Được rồi. Nếu đã đến, vậy thì làm đi. Chiêm Mộ Tư cũng không do dự,
lập tức đứng thẳng người đưa tay chỉ, hiện tại, đám lão gia hỏa kia đang trải qua một khoảng thời gian dễ chịu. Bọn họ đều ở trong khu biệt thự Beverly. Hạ Thiên hỏi, tất cả đều ở chung một chỗ. Cũng không phải, Chiêm Mộ Tư biết Hạ Thiên hỏi là có ý gì, không khỏi giải thích, cơ cấu trường sinh thánh điện thật ra rất đơn giản, một thần minh, hai đại thiên sứ, ba thánh sư, một số thánh đồ cùng vô số tín đồ. Nói một cách dễ hiểu chính là một điện chủ, hai hộ pháp, ba trưởng lão cộng thêm một số danh quái và pháo hôi. Thánh đồ đều là loại hàng lởm sao? Hạ Thiên nhớ lại đám thánh đồ đụng phải ở đảo Cuồng Hoan, tất cả đều là hạng rác rưởi. Chiêm Mộ Tư gật đầu, so với thực lực của Hạ Tiên Sinh, chỉ có đại thiên sứ và thần minh mới miễn cưỡng là đối thủ của ngươi. Những người khác, cứ giao cho ta xử lý là được. Cứ như vậy đi, từng bước đi tới. Hạ Thiên cũng lười lãng phí thời gian trên người đám lâu la. Rất nhanh, hai người đến trước một biệt thự vô cùng sang trọng. Chủ nhân biệt thự này đang tổ chức tiệc, người đến xe đi nối liền không dứt. Biệt thự này là của tả hộ pháp của chúng ta, có tên là Bái Chấn Sơn, ngoài mặt là 99 tuổi nhưng thật ra đã hơn 200 tuổi. Chiêm Mộ Tư đứng bên cạnh Hạ Thiên, nhỏ giọng giới thiệu, thân phận ngoài mặt của ông ta là cự đầu truyền thông nhưng thật ra là... Hạ Thiên khoát tay, ta không hứng thú biết ông ta là ai. Cứ tìm ông ta xử lý là được. Được, Chiêm Mộ Tư nói, hôm nay hình như là sinh nhật của lão nhân này. Ông ta đang tổ chức bữa tiệc, nếu không để ta đi lấy hai tấm thiệp mời. Lời còn chưa nói hết, thân ảnh Hạ Thiên đã lóe lên, trực tiếp tiến vào bên trong biệt thự. Lúc này, trong phòng sâu nhất của biệt thự đang tiến hành một nghi thức cực kỳ quỷ dị. Chính giữa căn phòng vẽ một pháp trận kỳ lạ, ở giữa là ba thiếu nữ nằm bất tỉnh nhân sự. Bên ngoài pháp trận, ba người trẻ tuổi mặc áo bào đỏ đang đứng, trong tay đều cầm con dao sáng loáng, đang chờ mệnh lệnh. Người có thể ra lệnh chính là một lão giả được tám người đỡ đứng cách đó không xa. Ông ta nhìn qua đúng là hơn 90 tuổi, khắp gương mặt toàn là đồi mồi, cơ thể mập đến không tưởng tượng nổi, đoán chừng cũng nặng nửa tấn. Nhưng tố chất cơ thể của ông ta lại cực kỳ tốt, sắc mặt hồng nhuận, làn da cũng trắng mốt. Máu tươi của thiếu nữ chính là thuốc bổ tốt nhất thế gian. Lão giả mập mạp bước đến trước pháp trận, bảo người ta đưa đến một chén máu tươi, tinh tế thưởng thức biện pháp mà tên bá tước Cuồng Hoan nói đích thật hữu dụng. Đáng tiếc người đã chết rồi, nếu không, ông ta có thể cải tiến pháp trận này. Một người trẻ tuổi mặc áo bào đỏ cao giọng hỏi, đại thiên sứ. Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể bắt đầu được chưa? Đương nhiên, các ngươi cũng đừng làm trễ nãi bữa tiệc của ta. Lão giả mập mạp hừ lạnh một tiếng, trước 8 giờ, ta muốn uống thần huyết chí thuần. Bây giờ còn không bắt đầu sẽ không còn kịp nữa. Rõ, người trẻ tuổi mặc áo bào khom người nhận lệnh, con dao trong tay rạch một cái trên động mạch của mình, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe. Nàng ta lập tức đưa tay về phía pháp trận. Hai người trẻ tuổi mặc áo bào đỏ còn lại lập tức làm theo, đồng thời nằm dạp xuống đất, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Tiếp theo, con dao trong tay bọn họ hướng về phía cái cổ trắng nõn của ba thiếu nữ kia. Đinh đinh đinh. Lúc này, ba luồng hàn mang vọt đến, đánh nát con dao. Hai nhân ảnh vô cùng đột ngột xuất hiện trong mật thất. Là ai? Lão giả mập mạp giận tím mặt, lập tức mắng, dám phá hư nghi thức phản lão hoàn đồng của thiên sứ ta. Thiên sứ trưởng, là ta, Chiêm Mộ Tư cung kính quỳ nửa đầu gối. Là ngươi, con ngươi lão giả mập mạp co rụt lại, càng thêm tức giận, ngươi chỉ là một thánh đồ, có tư cách gì tham gia bữa tiệc của ta, lại còn tự tiện xông vào mật thất của ta. Ngươi mau cút ra ngoài. Chiêm Mộ Tư mỉm cười, thiên sứ trưởng không phải muốn gặp người biết được thuật trường sinh bất tử sao? Ta đã mang hắn đến đây. Sao, ngươi nói là ai? Lão giả mập mạp lập tức mở to mắt. Là một con lợn béo đáng chết. Một âm thanh lười biếng vang lên, tiễn ông ta đến lò sát sinh là được. Các ngươi gọi cái thứ đồ chơi này là thiên sứ. Hạ Thiên ghét bỏ nhìn lão giả mập mạp đứng đối diện, nói với Chiêm Mộ Tư, các ngươi hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc thẩm mỹ có vấn đề. Thiên sứ trưởng chỉ là chức danh mà thôi. Chiêm Mộ Tư giải thích, thiên sứ chân chính vừa đẹp lại thuần chân. Có như thế mới có thể gột rửa hết thảy mọi sự vật ghê tởm trên thế giới. Lão giả mập mạp không kiên nhẫn, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, ta nhận ra ngươi rồi, ngươi tên Hạ Thiên đúng không?
ngươi là một thuật sĩ đến từ phương Đông, nghe nói ngươi có pháp thuật có thể giúp người ta trường sinh bất tử. Nếu ngươi đã tới, vậy ngươi hãy mau giao pháp thuật này ra đi. Đó là y thuật, không phải pháp thuật. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cho dù giao ra, đám ngu ngốc các ngươi cũng không học được. Ha ha, lão giả mập mạp nghe được Hạ Thiên nói như thế, không khỏi cười đắc ý, tiểu tử đến từ phương Đông, ngươi quả nhiên biết được sự lợi hại của trường sinh thánh điện ta. Chúng ta nuôi vô số thuật sĩ, pháp sư dưới cờ, thậm chí là vô sư, còn có nhà khoa học. Mặc kệ của ngươi là pháp thuật, y thuật hay là thứ gì khác, tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần ngươi giao ra, chúng ta sẽ có người nghiên cứu ra được. Nói xong, gương mặt ông ta hiện lên sự ngạo mạn nhìn Hạ Thiên, đương nhiên, chúng ta sẽ không để tiểu tử đáng thương ngươi đến đây một cách công cốc. Chúng ta có thể cho ngươi vô số tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, những thứ mà ngươi tha thiết ước mơ. Lúc này, Chiêm Mộ Tư nhìn không được ho khan một tiếng, nhắc nhở, đại thiên sứ các hạ, ngươi có thể không biết. Hạ Tiên Sinh chính là phú hào số 1 số 2 ở Trung Quốc. Hơn nữa hắn có rất nhiều nữ nhân, đều là mỹ nhân đỉnh cấp thế giới. Những điều kiện mà ngươi nói chỉ sợ. Hứ, lão giả mập mạp còn chưa nghe xong đã khinh thường cắt ngang lời Chiêm Mộ Tư, địa phương nhỏ thì có tiền gì chứ? Người giàu nhất nơi đó cũng không kiếm nhiều bằng giới tài phiệt ăn bánh mì phố Uôn. Chiêm Mộ Tư biết đám người này tự đại, nhưng không nghĩ đến lại tự đại đến mức như thế. Quả nhiên không cách nào câu thông với một đám ngớ ngẩn được. Hạ Thiên lười nói nhảm, nơi này cũng chỉ có con lợn béo đáng chết này thôi sao? Chiêm Mộ Tư gật đầu, đúng vậy. Được, Hạ Thiên thuận miệng nói, cũng đừng nên lãng phí thời gian nữa. Hai mắt lão giả mập mạp nheo lại, lúc này ông ta mới nhận ra cuộc đối thoại giữa Hạ Thiên và Chiêm Mộ Tư có chút không đúng. Chiêm Mộ Tư, tiểu tử ngươi muốn phản bội tổ chức. Cũng không thể gọi là phản bội. Chiêm Mộ Tư cười nhẹ, bởi vì các ngươi không bao giờ xem ta là thành viên chân chính, các ngươi chỉ muốn lợi dụng ta mà thôi, ta tất nhiên phải chọn cành cao mà đậu. Người dám phản bội thần minh tất nhiên phải đi xuống địa ngục. Lão giả mập mạp lạnh lùng nhìn chằm chằm Chiêm Mộ Tư, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Chiêm Mộ Tư lắc đầu nói, nếu quả thật có địa ngục, các ngươi cũng là người xuống trước. Các ngươi không nghĩ lại một chút, các ngươi hại chết nhiều người vô tội như vậy. Lại còn hưởng thụ cảm giác giết người như thế. À, tiểu tử ngươi to gan nhỉ. Lão giả mập mạp giận dữ kêu lên, ngón tay béo múc chỉ vào Hạ Thiên và Chiêm Mộ Tư, hôm nay, bổn thiên sứ cho các ngươi 3 giây sám hối. Các ngươi quỳ xuống, hôn mũi giày của ta có thể không để các ngươi rơi vào địa ngục. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, con lợn béo đáng chết, ngươi nói xong chưa? Ta cho ngươi 1 giây, tự ngươi đi chết. Ta có thể đảm bảo ngươi không bị đẩy vào lò sát sinh. Đúng là loại người không biết trời cao đất rộng, chỉ dựa vào hai người các ngươi mà cũng muốn kêu gào với bổn thiên sứ trưởng. Lão giả mập mạp nổi giận quát một tiếng, đằng sau xuất hiện một luồng thánh quang, miệng không ngừng ngâm sướng kinh văn, khi thần minh chúng ta giáng xuống, chúng ta là người hầu của thần minh. Chúng ta là thần phạt, chúng ta là thần uy. Thiên nhiên của chúng ta giao phó sứ mệnh. Hạng người ngu muội dám can đảm phản kháng thần minh, diệt tuyệt cơ thể, tư tưởng và linh hồn của bọn chúng. Amen. Mỗi một câu ngâm sướng, thánh quang sau lưng lão giả mập mạp đậm lên một phần, cuối cùng xuất hiện 6 đôi cánh cực kỳ mượt mà. Cảm giác uy nghiêm thần thánh bất khả xâm phạm khiến người, động vật trong phạm vi vài dặm không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất, một chút cũng không dám trái nghịch. Không hổ danh là thiên sứ trưởng, thần uy xác thực hiếm thấy. Chiêm Mộ Tư quỳ một chân trên mặt đất, cố nén không dập đầu, khóe miệng rịn tơ máu. Hạ Thiên vẫn không hề có phản ứng, thậm chí còn có chút không hiểu, không phải ngươi đang diễn trò gì chứ? Hừ, tiểu tử phương Đông, ngươi đừng cố gượng chống. Lão giả mập mạp điên cuồng cười to, từng vòng thánh quang không ngừng lan tràn 4 phía, thần uy đến chỗ nào, đám phàm phu tục tử các ngươi chỉ có thể quỳ xuống. Tiếp theo, chính là thần phạt. Để các ngươi biết được hậu quả bất kính thần minh như thế nào. Ta chẳng quản ngươi đang làm cái gì, một quyền tiễn ngươi đi thôi. Hạ Thiên hờ hững ngáp một cái, nắm chặt nắm đấm vọt đến trước mặt lão giả mập mạp, một quyền đánh vào cái đầu mập như heo của ông ta. Ta có thần uy hộ thể, thánh quang gia trì, ngươi hoàn toàn không có khả năng đánh được phốc. Lão giả mập mạp còn chưa nói hết, đầu đã bị một quyền rắn chắc đập vào,
toàn bộ cơ thể bay lên đụng phải trần nhà mới nặng nề nện xuống mặt đất. Thánh quang trong nháy mắt vỡ nát, sáu đôi cánh cũng bị dập tắt. Không, không thể nào. Lão giả mập mạp mở to mắt, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật. Ta là thiên sứ trưởng, người phát ngôn thần minh ở nhân gian, có được thánh quang gia trì, thần uy che chở, ngươi chẳng qua chỉ là phàm nhân, làm sao có thể đánh được ta? Bành! Lại một quyền nữa. Đơn giản, nhanh chóng, trực tiếp. Không có bất kỳ lòe loẹt nào. Lão giả mập mạp cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung, thất khiếu chảy máu nhưng ngoài miệng vẫn nói, ngươi không có khả năng tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho thiên sứ trưởng. Ta là người phát ngôn của thần minh, là thần phạt. Bành! Lại một quyền nữa. Phốc! Lão giả mập mạp phun máu tươi tung tóe, rốt cuộc không chịu nổi, hôm nay, bổn thiên sứ trưởng chết cũng phải kéo hai người các ngươi làm đệm lưng. Đang nói, cơ thể vốn mập mạp bỗng dưng thổi phồng lên, nhanh chóng bành trướng. Không có tác dụng gì đâu, muốn tự bạo, một mình ngươi tự bạo đi. Hạ Thiên lười nói nhảm với ông ta, ngân châm lóe lên giữa ngón tay, đâm hai châm vào trong đầu lão giả mập mạp. Sau đó, hắn phóng người lên, phá vỡ trần nhà bay ra ngoài. Chiêm Mộ Tư lục lọi một hồi trong mật thất, sau đó lách mình rời đi theo. Sau khi hắn ta đi không bao lâu, cơ thể lão giả mập mạp rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Bành! Cả căn biệt thự ầm ầm sụp đổ. Chỉ có trình độ này thôi sao? Cách đó không xa, Hạ Thiên có chút nhàm chán nói với Chiêm Mộ Tư, các thiên sứ, thần minh khác sẽ không rác rưởi như vậy chứ? Điều này chỉ có thể nói Hạ tiên sinh ngươi quá lợi hại. Chiêm Mộ Tư cười khổ, người bình thường đụng phải bọn họ, hoàn toàn không qua nổi thánh quang và thần uy, cao thủ chết dưới hai thứ này cũng không biết bao nhiêu. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến với lời nịnh nọt của Chiêm Mộ Tư, đi, đến chỗ kế tiếp. Không cần tìm, ta đã đến đây. Lúc này, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Thiên và Chiêm Mộ Tư. Chiêm Mộ Tư đưa mắt nhìn lại, sau đó cung kính khom người chào hỏi, xin chào Đại Thiên Sứ Bạch Tiên Sinh. Ngươi chính là Đại Thiên Sứ. Hạ Thiên đánh giá đối phương một chút, hơi thất vọng nhếch miệng, nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt. Đối phương cao tầm 1m9, thân hình cao lớn nhưng không phải loại bắp thịt cuồn cuộn, mà cực kỳ cân xứng, lại còn mặc âu phục, nhìn qua giống một thân sĩ hơn. Ta tên Bạch Thụy Đức, là Đại Thiên Sứ của Trường Sinh Thánh Điện. Giọng điệu thân sĩ cao lớn cũng có chút khách sáo, thậm chí còn thi lễ với Hạ Thiên một cái, Hạ Tiên Sinh, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ. Ngươi có khách sáo với ta hơn nữa cũng không thay đổi chuyện ta muốn xử lý ngươi. Hạ Thiên nói. Bạch Thụy Đức khẽ cười, thế giới tốt đẹp như thế, cần chi phải chém chém giết giết chứ? Đây chính là di ngôn của ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên Sinh, ngươi cần chi phải tức giận như vậy chứ? Giọng điệu Bạch Thụy Đức vẫn hiền lành như cũ, có chuyện gì mà không thể nói ra chứ? Nếu ta có chỗ nào đắc tội, ta có thể bù đắp sai lầm của mình. Liên quan đến chuyện nhằm vào Y tiểu thư lúc trước là do người bên dưới hiểu nhầm, ta đã sớm trách phạt bọn họ. Nếu ngươi còn chưa hết giận, chỉ bằng mời Y tiểu thư đến, ta sẽ xử tử toàn bộ những kẻ mạo phạm trước mặt nàng ấy, ngươi cảm thấy như thế nào? Không cần thiết phải như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói, vợ Y đã đến, nếu nàng ấy cần lời xin lỗi của các ngươi, nàng ấy nhất định sẽ nói với ta trước đó, nhưng nàng ấy không hề nhắc đến các ngươi, cho nên các ngươi vẫn nên đi chết đi. Hạ Tiên Sinh, ngươi thật sự muốn tiến hành quyết định sai lầm của ngươi sao? Bạch Thụy Đức nghe xong cũng mất hết kiên nhẫn, chậm rãi mang vào một đôi bao tay màu đen, đây sẽ là quyết định sau cùng trong đời của ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, vậy phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không? Trường Sinh Thánh Điện chúng ta thành lập hơn 300 năm. Bạch Thụy Đức ngẩng đầu nhìn sắc trời, chậm rãi thở dài, chúng ta gặp được địch nhân muôn hình muôn vẻ, trong đó có không ít kẻ thiếu chút nữa tạo thành hủy diệt cho Trường Sinh Thánh Điện, nhưng cuối cùng Thánh Điện vẫn tồn tại như cũ. Còn những kẻ tưởng chừng như không ai bị nổi kia lại tan biến trong dòng sông thời gian. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên khó chịu nói, không phải ngươi chỉ muốn thổi ra châu thôi sao? Ngươi cứ thổi đi, nhưng vừa lúc nó lại là những lời nói nhảm trước mặt ta. Khi quần tinh sáng chói, đêm tất ám, cũng là một cảnh đẹp say lòng người. Bạch Thụy Đức nhìn chằm chằm Hạ Thiên, không nhanh không chậm nói một câu tối nghĩa. Tiếp theo,
dường như có vô số thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Như mưa rào tầm tã, bao phủ phạm vi mấy trăm mét. Chiêm Mộ Tư cảm thấy không ổn, thân ảnh lui nhanh, muốn rời khỏi phạm vi mưa thiên thạch. Nhưng vừa mới chạy được mấy trăm mét, hắn ta bị một bức tường màu đen chặn lại. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Thần Minh Ân Trạch, thế tục không có quyền từ chối. Tiếp theo, bức tường màu đen lộ ra, giống như nửa cái nắp hình bầu dục, bao phủ phạm vi mấy trăm mét lại. Thần yêu thế nhân, hàng xuống Ân Trạch, Bạch Thụy Đức nhảy lên, đứng trên đỉnh lồng, vẻ mặt tươi cười nhìn những viên thiên thạch như bóng đen đập xuống mặt đất. Dưới thần ân bao phủ, không người nào có thể còn sống. Sau khi những bóng đen kia rơi xuống lại vỡ thành vô số ánh sáng lóa mắt. Bạch Thụy Đức ngửa đầu nhìn bầu trời, biểu hiện vô cùng vui vẻ, lại cứu thêm mấy con cừu non lạc lối, thần minh ở cùng chúng ta. Thôi đừng chém gió nữa. Một âm thanh lười biếng vang lên cách Bạch Thụy Đức không xa, người vẫn nên ngẫm lại làm sao cứu vớt ngươi đi. Cái gì? Bạch Thụy Đức quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa, đột nhiên phát hiện Hạ Thiên vẫn bình yên vô sự đứng ở đó, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười khinh thường, tại sao ngươi trốn ra ngoài được? Hạ Thiên nhếch miệng, ta không bị đánh trúng, tại sao lại phải trốn? Biểu hiện của Bạch Thụy Đức bỗng dưng thay đổi, hét to, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không ai có thể tránh được ân trạch của thần minh. Điều này nói rõ thần minh ngươi chính là một phế vật. Hạ Thiên mất kiên nhẫn, nhìn vị thân sĩ cao lớn trước mắt, ngươi còn chiêu thức nào khác không? Nếu không còn, vậy thì ngươi đi chết đi. Dõng dạc, ngươi còn dám bất kính với thần minh. Bạch Thụy Đức giận tím mặt, hai tay vẽ một dấu hiệu kỳ lạ, sau đó vọt đến bên cạnh Hạ Thiên, một cây thương màu đen dài 30 mét đâm vào cổ của hắn. Hạ Thiên đưa tay, tùy ý đánh bay cây thương. Vô dụng thôi, đây là thần minh chúc phúc ngươi, ngươi tránh không được đâu. Bạch Thụy Đức nhe răng cười một tiếng, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện đôi cánh màu đen, lông vũ bên trên đều biến thành thương đâm, như một cơn mưa rơi xuống người Hạ Thiên. Cùng lúc đó, từng tầng bóng đen một lần nữa tràn ngập, ăn mòn phạm vi mấy trăm mét sau lưng Hạ Thiên. Để ta xem ngươi có thể ăn ta được bao nhiêu lần. Hai tay Bạch Thụy Đức cầm một cây thương màu đen vọt đến trước mặt Hạ Thiên, sau đó đâm loạn. Hạ Thiên tránh cũng chẳng muốn tránh, biểu hiện cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ cái này thôi sao. Vậy thì ngươi yên tĩnh đi, thần minh cần an bình. Bạch Thụy Đức thu lại thương trong tay, cười lạnh nói, thánh ảnh bụi gai, vây quanh hắn. Thôn vệ hắn. Chỉ thấy bóng đen khổng lồ sau lưng Hạ Thiên hóa thành vô số bụi gai, quấn chặt lấy hắn. Để ta xem lần này ngươi trốn như thế nào. Bạch Thụy Đức tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên bị bao phủ, lập tức phóng hai cây thương ra ngoài, vững vàng định trụ bóng đen, nổ cho ta. Oanh! Bóng đen to lớn trong nháy mắt nổ tung, tản ra ánh sáng lóa mắt. Cũng may gần đây có người thiết lập kết giới, nếu không... Người khác còn tưởng rằng có người bỏ bom Thánh Lạc Thành. Hừ, tiểu tử Phương Đông, người tưởng mình là đại nhân vật gì sao? Bạch Thụy Đức chỉnh lại quần áo, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, người còn dám khinh nhờn thần minh, người chết cũng không có đáng tiếc. Nói xong, ông ta bỗng dưng quay người liếc nhìn Chiêm Mộ Tư đứng cách đó không xa, người phản bội Thánh Điện, ta cũng nên thanh trừ ngươi. Tại sao ngươi lại nói như thế? Chiêm Mộ Tư gượng cười hai tiếng, ta vẫn luôn trung thành với Thánh Điện. Thánh Điện chúng ta xử lý chuyện lớn, mấy loại họa lớn như thế này nhất định phải càng giải quyết sớm càng tốt, cho nên ta mới cố ý dẫn hắn đến đây. Bạch Thụy Đức cười lạnh hỏi, bái Trấn Sơn chết, ngươi giải thích như thế nào? Bái Thiên Sứ Trưởng chết chẳng liên quan đến ta, ông ta chết bởi vì ông ta đã đánh giá thấp Hạ Thiên. Chiêm Mộ Tư nói, sách lược dẫn Hạ Thiên đến để tiêu diệt thật ra chính là kế hoạch của Bái Thiên Sứ. Đáng tiếc, ông ta làm việc quá bất cẩn, chỉ xem Hạ Thiên như một kẻ địch bình thường, kết quả lại bị lật xe. Bạch Thụy Đức Hiển không tin tưởng lời nói nhảm của Chiêm Mộ Tư, vì sao ngươi không giết Hạ Thiên? Ta không có bản lãnh đó. Chiêm Mộ Tư nói rất dứt khoát, không hề che giấu sự bất lực của mình, hơn nữa ta cũng sợ chết. Ta còn muốn làm việc cho Bạch Thiên Sư Trưởng, còn hiệu mệnh đến chết với Điện Chủ. Hừ, xem như ngươi thức thời. Bạch Thụy Đức thở phào nhẹ nhõm, nói với Chiêm Mộ Tư, không sai, Thánh Điện sắp tham gia một việc trọng đại, thật sự không có tinh lực giải quyết những việc không đáng kể. Bái Trấn Sơn chết thì cũng đã chết rồi.
Dù sao thực lực của ông ta giảm xuống quá nhiều trong mấy năm gần đây, thần minh cũng đã sớm có suy nghĩ muốn thay thế ông ta. Nếu biểu hiện của ngươi không tệ, ngươi cũng không phải không có cơ hội thay vào vị trí này. Ta nguyện hầu hạ Bạch Thiên Sứ Trưởng. Chiêm Mộ Tư không chút do dự quỳ xuống, biểu hiện lòng trung thành của mình với Bạch Thủy Đức, ta nguyện làm sứ đồ của ngươi, vĩnh tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Ngươi đứng lên đi, hôm nay, bổn Thiên Sứ Trưởng sẽ không bị mấy trò vặt của ngươi mê hoặc đâu. Bên tai Bạch Thủy Đức bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Ông ta trầm ngâm một chút, sau đó chỉ vào Chiêm Mộ Tư, tiểu tử ngươi đúng là đại vận từ trên trời rơi xuống, thần minh muốn gặp ngươi. Chiêm Mộ Tư kích động đến toàn thân run rẩy, thật sao? Quá tốt rồi, rốt cuộc ta cũng đợi được đến ngày này. Nói xong, hắn ta nhìn thấy sắc mặt Bạch Thủy Đức hơi nghiêm lại, lập tức bổ sung, đương nhiên, ta cần cảm tạ Bạch Thiên Sứ đã tài bồi, về sau nhất định sẽ lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạch Thủy Đức không vui, nhưng cũng không để Chiêm Mộ Tư vào mắt, thản nhiên nói, người tốt nhất nên ước lượng thân phận của mình, đừng làm mấy chuyện vượt quá quy củ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 162.